Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Mấy ngàn năm nay, ai dám giết người ở địa bàn của Điện Huyết Ma? Nhưng Tiêu Chính Văn không chỉ giết mà còn tự tay giết chết Từ Lương ngay trước mặt mọi người, trong ánh mắt chăm chăm của mọi người. Thánh sứ, chuyện này, ông lão bất lực nhìn Quảng Lăng Tử. Ông ta đáng chết, Quảng Lăng Tử nghiến răng nói. Nhưng, Huyết Ma Chí Tôn về đây thì chúng ta phải giải thích thế nào mới được, mặt mũi của Cửu U Cung để ở đâu, sắc mặt ông lão cực kỳ khó coi. Dù sao nơi này cũng không phải là Cửu U Cung, ở đây họ chỉ có thể xem là khách cư trú, Huyết Ma Chí Tôn đã giao lại an nguy của Điện Huyết Ma cho hai người họ trước khi đi. Nhưng kết quả thì sao? Trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn không kiêng dè gì tung hoành ở Điện Huyết Ma mà họ lại đứng ngoài nhìn. Hừ, mặt mũi, chỉ có người sống mới nói đến mặt mũi thể diện, người chết rồi mọi thứ đều không còn, Quảng Lăng Tử không kiên nhẫn nói. Nghe thế ông lão không khỏi nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi. Nếu chuyện hôm qua truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng của Điện Huyết Ma bị tổn hại mà ngay cả Cửu U Cung bọn họ cũng mất sạch thể diện. Còn ông ta và Quảng Lăng Tử thì không chừng sẽ trở thành chuyện cười sau bữa cơm của người khác. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, mắt nhìn lướt qua các đệ tử Điện Huyết Ma, thế nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Tiêu Chính Văn. Xem ra Bắc Vực sắp có sự thay đổi rồi, lão cổ thở dài. Tiêu Chính Văn không chỉ phá vỡ thần hóa bất bại mấy ngàn năm của Điện Huyết Ma mà còn vạch trần bộ mặt thật của Điện Huyết Ma cho người đời thấy. Sau này còn ai đến để hiến tế tinh huyết nữa? Điều này đang làm lay chuyển căn cơ của Điện Huyết Ma. Chỉ với sự thay đổi này thôi, tên của Tiêu Chính Văn đủ để ghi vào sách sử của Bắc Vực rồi. Thậm chí danh tiếng của anh sẽ đi theo Long Dương chân nhân của mấy mươi ngàn năm trước. Hận Thiên ở đâu? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt hỏi. Các người còn ngây ra đó làm gì? Còn không giao Hận Thiên ra đây, Quảng Lăng Tử tức giận hét lên với mấy đệ tử Điện Huyết Ma bên cạnh. Vâng, mấy đệ tử Điện Huyết Ma không dám chậm trễ, vội vàng xoay người chạy về phía phòng giam. Không lâu sau cả người Hận Thiên đầy vết thương được hai đệ tử Điện Huyết Ma đỡ ra. Lúc này Hận Thiên chỉ còn một chút hơi tàn, đến khi được đỡ đến trước mặt Tiêu Chính Văn mới miễn cưỡng mở đôi mắt đầy tơ máu. Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Tiêu Chính Văn, ánh mắt không khỏi lóe lên hai tia sáng khác thường. Là cậu Tiêu sao? Hận Thiên không dám tin vào mắt mình, trong cơn vui mừng bỗng dưng hai hàng nước mắt rơi xuống. Tiêu Chính Văn đưa hộp gỗ từ trong áo ra, lấy mấy viên dưỡng thần đan cho vào miệng Hận Thiên. Một lúc lâu sau, vết thương của Hận Thiên mới dần ổn hơn. Cảm ơn ơn cứu mạng của cậu Tiêu, Hận Thiên vừa nói vừa chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, cậu, ngay khi Hận Thiên cúi người xuống với Tiêu Chính Văn, ông ta không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Mình và Tiêu Chính Văn mới bao lâu chưa gặp mà bây giờ Tiêu Chính Văn đã là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 rồi. Phải biết trước đó Tiêu Chính Văn chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi, cách biệt cả một cảnh giới lớn, với người bình thường ít nhất phải cần đến 100 năm mới có thể thăng cấp được như vậy, còn với Tiêu Chính Văn lại chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Lúc này cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao nhiều thế lực lớn lại đặc biệt để mắt đến Tiêu Chính Văn rồi. Thiên tài như Tiêu Chính Văn không chỉ là đe dọa cực lớn với một ai đó mà với thế lực lớn một phương, Tiêu Chính Văn cũng là một mối hiểm họa vô cùng lớn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề để ý đến sự kinh ngạc của Hận Thiên mà chỉ nói chúng ta đi thôi. Hận Thiên vội nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi còn một thỉnh cầu, có thể cứu thêm một vị tiền bối nữa không? Hả, tiền bối, vai vế của Hận Thiên ở ngoài lãnh thổ có thể nói là không hề thấp. Ai mà có thể khiến ông ta gọi là tiền bối vậy? Người này cũng là người của huyết tộc à? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Không, người này không phải huyết tộc, nhưng nếu không có người này, e là tôi cũng không sống đến hôm nay, Hận Thiên nghiêm túc nói. Thấy Hận Thiên nói hết sức chân thành như vậy, Tiêu Chính Văn cũng khẽ gật đầu, sau đó quay đầu sang nhìn Quảng Lăng Tử. Không được, tuyệt đối không được thả người đó. Một đệ tử huyết tộc bỗng nói. Trong ánh mắt hắn dường như ẩn chứa sự sợ hãi. Anh Tiêu, nếu thả người này ra, không chỉ ảnh hưởng đến Bắc Vực mà e là cả ngoài lãnh thổ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quảng Lăng Tử nãy giờ không lên tiếng nhưng nghĩ đến điều gì vội giải thích với Tiêu Chính Văn. Hắn lập tức đoán được người mà Hận Thiên nhắc đến là ai, hơn nữa cũng chỉ có người đó mới có thể khiến Hận Thiên kính trọng đến thế.
có thể nói đây đã không phải là vấn đề thể diện nữa, cho dù Quảng Lăng Tử biết rõ tính cách của Tiêu Chính Văn nhưng vẫn lên tiếng ngăn lại. Nếu Quảng Lăng Tử không nói thế, có lẽ Tiêu Chính Văn cũng sẽ không đặc biệt để ý đến người này, hắn càng nói vậy ngược lại Tiêu Chính Văn càng tò mò, rốt cuộc là người thế nào mà ngay cả huyết tộc cũng phải sợ. Dẫn người đó ra đây. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, chỉ là giọng điệu đó hoàn toàn không cho phép cãi lại. Không ít đệ tử điện huyết ma đều nhìn Quảng Lăng Tử. Dù sao lúc này cũng chỉ có Quảng Lăng Tử là người có thân phận và tu vi cao nhất. Quảng Lăng Tử cũng chỉ bất lực gật đầu với một đệ tử điện huyết ma bên cạnh, tỏ ý cậu ta mau chóng làm theo ý của Tiêu Chính Văn. Người này không thể dẫn ra khỏi nơi giam giữ, ông lão phía sau Quảng Lăng Tử vội bước đến khuyên. Lời nói của ông lão ngược lại càng khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy lạ thường, Quảng Lăng Tử vốn dĩ là một trong 7 đệ tử của Huệ Mi, dù bây giờ thân phận là thánh sứ của Cửu U Cung nhưng chắc chắn hắn không có quan hệ với Cửu U Cung. Nhưng ông lão lại khác, người mà ngay cả Cửu U Cung cũng sợ thì chắc chắn là một người cực kỳ đáng sợ. Điều này càng khiến Tiêu Chính Văn muốn gặp người kia hơn. Thấy vẻ mặt kiên định của Tiêu Chính Văn, không hề có ý buông tha, Quảng Lăng Tử chỉ có thể bất lực thở dài. Hiện giờ quyền chủ động không còn nằm trong tay họ nữa, cho dù hắn và người điện huyết ma không đồng ý thả người thì ai có thể ngăn được Tiêu Chính Văn. Tóm lại không thể để điện huyết ma máu chảy thành sông được. Nếu không Cửu U Cung thật sự không thể nào giải thích được với huyết ma chí tôn. Cần tôi nhắc lại lần thứ hai không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt toát ra sát khí ngút trời. Còn không mau làm theo ý của anh Tiêu. Lẽ nào các người đều muốn chết ở đây sao, cuối cùng Quảng Lăng Tử không nhịn được hét lớn. Các đệ tử điện huyết ma sửng sốt, sau đó lập tức chạy như bay vào phòng giam. Không lâu sau, một ông lão bộ dạng nhếch nhác được dẫn đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua ông lão đó, cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo Tiêu Chính Văn thấy ông lão trước mặt này lại như một người bình thường, không hề có khí tức của cao thủ. Hơn nữa Tiêu Chính Văn lại có thể thấy đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng của ông lão xuyên qua mái tóc dài. Điều này chỉ có thể chứng tỏ đối phương không phải là một người bình thường mà là một cao thủ trong hàng cao thủ siêu cấp. Ít nhất người này cũng đã lĩnh hội được cảnh giới quy chân, thực lực của ông ta vượt xa Tiêu Chính Văn. Là ông ta sao? Tiêu Chính Văn quay lại nhìn Hận Thiên nói. Hận Thiên gật đầu nói, đúng vậy, chính là vị tiền bối này. Hận Thiên vừa nói vừa chắp tay lại với ông lão đó. Ông lão mờ mịt nhìn Hận Thiên và Tiêu Chính Văn, ánh mắt bỗng lóe lên tia sắc bén, khí tức đáng sợ cũng toát ra từ trên người ông lão. Khí tức đó như có thể xuyên qua các thời đại, tách ra khỏi tầm mắt của quá khứ và hiện tại, ánh mắt ông lão đó như thể nhìn thấu vạn thế qua năm tháng. Cho dù là bầu trời Hoa Quốc ở thế tục cũng lóe lên tia chớp. Bầu trời cả ngoài lãnh thổ đều lóe lên tia sáng chói. Chỉ là ngay sau đó quanh người ông lão đó bỗng mất đi tất cả uy lực, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống đất. Tiêu Chính Văn nhìn ông lão hồi lâu, biết người này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, chỉ là bị nhốt trong thời gian quá lâu, thế nên cơ thể suy yếu mới bộc phát uy lực vốn có khi được nhìn thấy lại mặt trời. Nhưng ngay sau đó lại ngất đi vì thể lực không đủ. Đỡ ông ta, chúng ta đi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Hận Thiên đáp một tiếng rồi sải bước đến cõng ông lão trên lưng, sau đó bước lên lưu quang đi cùng Tiêu Chính Văn. Nhiều người bên dưới đều đưa mắt tiễn Tiêu Chính Văn rời đi, nhất là Quảng Lăng Tử và ông lão phía sau hắn, ánh mắt chứa đầy vẻ sợ hãi. Họ kiêng dè không chỉ là Tiêu Chính Văn mà còn có ông lão không biết tên kia. Ngay khi Tiêu Chính Văn ra khỏi núi Long Dương, Quảng Lăng Tử hung hăng dậm chậm một cái. Dùng tay chỉ vào đám người bên dưới nói với đệ tử điện huyết ma, bảo họ lập tức rời khỏi núi Long Dương, nhanh chóng thông báo cho huyết ma chí tôn, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không để tâm đến cuộc đại loạn trên núi Long Dương, mà một đường dẫn Hận Thiên và ông lão quay về thế tục. Khi Tiêu Chính Văn bay đến bầu trời Long Kinh, một người đã quỳ ngay trước tòa nhà Vi Nhan đợi Tiêu Chính Văn về. Khi nhìn rõ vẻ ngoài của người kia, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói, Võ Anh Hào. Anh Tiêu, tôi đến xin anh Tiêu ra tay giúp đỡ nhà họ Võ tôi, nói rồi Võ Anh Hào quỳ xuống với Tiêu Chính Văn. Anh Võ, không cần đa lễ, có chuyện gì vào trong hãng nói. Nói rồi Tiêu Chính Văn và Hận Thiên đưa ông lão cùng vào tập đoàn Vi Nhan.
Võ Anh Hào cũng đi sát theo phía sau. Sau khi kiểm tra kỹ vết thương của ông lão, Tiêu Chính Văn cho toàn bộ số dưỡng thần đan còn lại vào miệng ông lão. Sau đó mới nói với Võ Anh Hào, anh Võ, nhà họ Võ làm sao thế? Võ Anh Hào trầm ngâm hồi lâu, khó xử nói, anh Tiêu, không giấu gì anh, nhà họ Võ tôi ở ngoài, anh ta mới nói được một nửa, ông lão đang trong trạng thái ngất xỉu trước đó bỗng mở choàng hai mắt, cả căn phòng như lóe lên tia chớp. Võ Anh Hào khổng khỏi ớn lạnh, nửa câu nói sau đó cũng bị anh ta nuốt ngược trở lại. Ông lão đó trông rất quen, nhưng Võ Anh Hào nhất thời không nhớ ra tên của ông ta. Viên Thiên Canh cảm ơn cậu bạn đã cứu giúp. Khí tức ông lão đột nhiên yếu dần nói. Mặc dù đã uống 100 viên dưỡng thần đan cũng chỉ có thể làm cho ông ta tỉnh lại, không thể khôi phục thực lực vốn có. Chỉ như thế thôi nhưng khoảnh khắc ông lão nói chuyện, ngay cả bầu trời cũng rung chuyển, sông núi Hoa Quốc rung chuyển dữ dội như thể cũng đang đáp lại lời nói của ông lão. Chỉ một câu nói thôi mà có thể khiến Hoa Quốc có động thái như thế. Một lúc lâu sau, xung quanh mới yên tĩnh lại, Hận Thiên và Võ Anh Hào bên cạnh cũng toát đầy mồ hôi lạnh trên trán. Người có tên, cây có bóng, ai mà ngờ ông lão nhếch nhác như vậy thế mà lại là Viên Thiên Canh, một vị thần minh trong truyền thuyết chứ. Ông là Viên Thiên Canh ư? Tiêu Chính Văn nhìn ông lão hỏi. Không chỉ Tiêu Chính Văn thấy kinh ngạc mà ngay cả hai người Hận Thiên và Võ Anh Hào cũng sốc há hốc miệng. Dựa vào những gì được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục, đầu năm Trinh Quán, Viên Thiên Canh từng ngao du khắp cõi Hoa Quốc, nhưng không biết vì sao mà sau đó lại im hơi lặng tiếng biến mất. Trước đó Tiêu Chính Văn còn nghĩ rằng, Viên Thiên Canh tìm được lối đi thông đến vùng ngoài lãnh thổ nên đã rời khỏi thế tục. Nhưng phải đi khi anh tới được vùng ngoài lãnh thổ mới biết, ngay cả nơi này cũng không có ai biết tin tức của ông ta suốt hàng ngàn năm qua, không ngờ. Một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhường ấy lại bị huyết tộc nhốt trong địa lao điện huyết ma. Chỉ riêng ba chữ Viên Thiên Canh đã có nghĩa hết sức phi phàm ở Hoa Quốc từ cổ chí kim, có thể nói, vô số nhân vật tai to mặt lớn của mỗi thời đại đều là người hâm mộ của Viên Thiên Canh. Không chỉ nhà họ Viên gia tộc từng đứng đầu bốn gia tộc lớn rất kích động, gia chủ Viên Sùng Long đích thân đến viếng thăm lão tổ, mà ngay cả đám người ông cụ quý cũng phấn khởi hết sức, nhộn nhịp đến thăm. Thật ra đến tận cuối đời Đường thì sức ảnh hưởng của Viên Thiên Canh vẫn còn đó, nếu không có lời cuối cùng của ông ta với nữ đế thì không dễ gì mà nữ đế giao trả Giang Sơn cho Lý Long Cơ. Còn việc ông ta đã nói gì với nữ đế thì cho đến nay vẫn còn là ẩn số. Tiếp sau đó, không chỉ hoàng thất Lý Đường suy tàn tụt dốc, thậm chí cả thời kỳ Đại Đường thịnh thế cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả những chuyện này có liên quan đến Viên Thiên Canh hay không? Mỗi một người đời sau của Hoàng thất Lý Đường đều luôn tìm kiếm đáp án thực sự. Không chờ đám người ông cụ quý hỏi, Tiêu Chính Văn đã phất tay với mọi người, tỏ ý để Viên Thiên Canh được một mình nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây. Đợi sau khi rời khỏi mật thất rồi đến phòng hội nghị, ông cụ quý mới kích động nói, cậu Tiêu ơi, ông cụ kia là Viên Thiên Canh thật ư. Tiêu Chính Văn khẽ gật, vốn dĩ anh chẳng cần đi kiểm chứng làm gì, ngay từ khoảnh khắc trông thấy. Ông ta đã mang đến cho Tiêu Chính Văn cảm giác khác lạ, điều này đủ để nói lên rằng thân phận ông ta không hề bình thường. Bảo sao người của Điện Huyết Ma và Cung Cửu U lại dám nói ra những lời kia, nếu để lộ ra Viên Thiên Canh sẽ làm dấy lên một trận gió tanh mưa máu ở vùng ngoài lãnh thổ. Hận Thiên kinh ngạc nói. Dù thế nào chăng nữa, ông ta cũng không dám tin rằng, người cứu ông ta một mạng chính là Viên Thiên Canh. Có thể nói. Ông ta chỉ đứng sau mỗi Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh đã qua đời, nhưng Viên Thiên Canh thì vẫn còn sống, người có thể nhìn thấu 500 năm trước, lại có thể biết được 500 năm sau như ông ta, dù xưa hay nay đều có thể thay đổi cả một thời đại. Hơn nữa, sau khi Viên Thiên Canh xuất thế, rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải cũng dần dần có đáp án, vì sao năm đó nữ đế lại truyền ngôi cho Lý Long Cơ, vì sao Đại Đường thịnh thế lại kết thúc trong tay Lý Long Cơ. Một khi những mối ngờ ngàn năm này được cởi bỏ sẽ thay đổi hoàn toàn thế cục giữa các hoàng tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí ảnh hưởng đến cả sự phân chia thế lực giữa các thế lực lớn như Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh Ước. Nếu Hoàng thất Lý Đường và nhà họ Võ biết Viên Thiên Canh còn sống, không biết bọn họ sẽ gây ra những việc quá đáng nào. Nam nữ đế xuất thế dường như có bàn tay sắp đặt của Viên Thiên Canh, chẳng qua là bị đời sau đồn bậy bạ, nói rằng kết quả này là do ông ta bày mưu tính kế. Ông cụ quý cau mày, nói.
Mấy lời này của cụ ta lập tức gây ra một cơn sóng gió. Nếu như việc nữ đế xuất thế cũng là sự sắp xếp của Viên Thiên Canh, vậy thực lực của ông ta phải kinh khủng đến mức nào? Một người có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử, hơn nữa còn có thể tạo ra một vị nữ đế được sự chấp thuận của đất trời, được hơi thở của rồng công nhận, phải là người đáng sợ mức nào? Nghe nói, năm xưa Lưu Cơ chỉ nhận được một ít truyền thừa của ông ta mà đã có thể tính hết chuyện thiên hạ, không gì không biết, thành tựu của người này tuyệt đối không chỉ giới hạn ở khả năng tính toán, mà có thể nghịch thiên đổi mệnh, thậm chí thay đổi vận mệnh một nước. Vũ Anh Hào cũng tỏ ra nghiêm trọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3807 sở dĩ Viên Thiên Canh có thể đè đầu Lý Thuần Phong cũng bởi vì ông ta nắm giữ được đạo đức huyền kinh, bên trong chứa bao la vạn tượng, thậm chí có thể diễn giải thiên cơ. Vì vậy, Viên Thiên Canh được ví như vị thánh duy nhất thừa kế đạo thuật chân chính từ thời Lý Đường đến nay. Thậm chí, nhiều thuật số nghịch thiên đổi mệnh sau này đều được đặt theo tên của Viên Thiên Canh. Sự đáng sợ thực sự của Viên Thiên Canh là ông ta biết trước tương lai Hoa Quốc, hơn nữa, còn có thể thay đổi vận nước của Hoa Quốc. Giọng nói dễ nghe truyền đến, Bạch Ngọc Trinh bước từ ngoài cửa vào. Ban đầu, khi nữ đế giáng thế, Viên Thiên Canh lấy vận mệnh tinh khí của thiên đế truyền vào cơ thể nữ đế nên mới có chuyện sau này nữ đế được trời đất chứng nhận, được phong Thiện Thái Sơn. Nhưng hồi ấy, đạo thuật của Viên Thiên Canh chưa nhuần nhuyễn cho nên đã xảy ra sự cố, nếu không, đế vương năm ấy phải là Võ Tam Tư chứ không phải Võ Lan Anh. Lời này của Bạch Ngọc Trinh càng chứng tỏ thêm sự đáng sợ của Viên Thiên Canh. Nhưng sau đó, vì sao họ Võ lại giao trả Giang Sơn cho nhà Lý, nếu Lý Long Cơ không kế thừa ngôi vị, Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện loạn an sử. Bởi vì loạn an sử nên Hoa Quốc mới lâm vào cảnh chiến tranh. Đó còn là khởi đầu quan trọng nhất của loạn ngũ hồ, vì vậy, dù ở vùng ngoài lãnh thổ chăng nữa thì hoàng tộc Lý Đường cũng thường bị xa lánh. Vốn dĩ nữ đế là một sai lầm, nếu dựa theo ý định ban đầu của Viên Thiên Canh, để Võ Tam Tư ngồi lên ngai thiên tử thì nhà họ Võ sẽ thay thế nhà họ Lý. Tất thảy mọi chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Ban đầu, ông ta dùng Võ thay Lý cũng để tránh cho việc loạn thế xảy ra, nhưng người tính không bằng trời tính, 50 năm sau. Lãnh thổ Hoa Quốc vẫn phải đón nhận một trận loạn chiến chưa từng có. Bạch Ngọc Trinh nói đến đây thì không kiềm được mà liên tục than thở. Đừng nói là một quốc gia, một triều đại, cho dù là một người thì nghịch thiên đổi mệnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Viên Thiên Canh lại muốn thay đổi cả vận nước Hoa Quốc, thậm chí là khí vận hàng ngàn năm, có thể khiến loạn thế diễn ra chậm hơn 50 năm giống như ông ta thì đó cũng là kỳ tích rồi. Nếu suy diễn dựa theo tính toán ban đầu của Viên Thiên Canh, chỉ cần tránh được loạn thế cuối đời Đường thì Đại Nguyên sẽ không xuất hiện trong tương lai Hoa Quốc, Thiên Bảo Thái Giám Trịnh Hòa của Đại Minh, đến tận thời Giáo Hoàng cũng sẽ không phải dâng tặng bản đồ vạn quốc, mà sẽ dùng hàng chục nghìn binh lính tinh nhuệ Đại Minh để chinh phục Âu Lục, biến tất cả người Âu Lục thành nô lệ rồi đưa về Đại Minh, thay thế cho châu ngựa làm lái xe chuyên dụng cho con dân Đại Minh. Hơn nữa, cũng sẽ không còn thảm họa nào xảy ra ở Hoa Quốc 200 năm trước. Càng không có chuyện quốc thổ bị Vi Hào dẫm đạp. Đáng tiếc, Viên Thiên Canh vẫn có sai lầm, đạo thuật của ông ta không thể chiến thắng số mệnh, người không thể thắng trời. Vận khí thế gian là chuyện huyền diệu cỡ nào, sao có thể để cho một người dễ dàng sửa đổi, Viên Thiên Canh có thể làm được đến thế đã đủ để người đời kinh ngạc. Võ Anh Hào nghiêm giọng nói. Chương 3808 Tiêu Chính Văn cũng tán đồng với lời giải thích của Võ Anh Hào, dù sao năng lực của một người cũng có hạn, thay đổi số mệnh cá nhân đã khó hơn lên trời, huống chi là tính toán vận mệnh một nước. Mọi việc có nhân ắt sẽ có quả, Hoa Quốc chịu nhục trăm năm cũng có thể coi là một loại nhân quả, dẫu sao trước đây, Hoa Quốc cũng đã xưng bá thế giới mấy ngàn năm đằng đẵng. Tất cả những thứ này, đơn giản là đang nhắc nhở Hoa Quốc, cho dù là lúc nào. Nếu còn tự cao tự đại thì đương nhiên sẽ gặp phải kết cục thảm hại. Nhưng hôm nay, Hoa Quốc đã lại bước chân lên đỉnh thế giới, đi qua những lận đận ấy càng không hề trách tội một ai, hoặc một thế gia nào. Nhưng truyền thuyết Viên Thiên Canh cũng không mấy ảnh hưởng đến người võ đạo, mà là xây dựng dựa trên đạo thuật, vì vậy, cho dù là Thiên Đạo Minh Ước hay huyết tộc đều vô cùng kiêng dè ông ta. Bạch Ngọc Trinh nói tiếp. Đương nhiên rồi, lỡ đâu ông ta thay đổi vận khí của Thiên Đạo Minh Ước, thì chẳng phải sẽ có ngày Thiên Đạo Minh Ước không còn tồn tại nữa sao? Còn huyết tộc thì, nói đến đây, vẻ mặt Võ Anh Hào lại càng thêm nghiêm túc,
bọn họ luôn là sự tồn tại thần bí nhất vùng ngoài lãnh thổ, không ai biết bọn họ có xuất phát điểm từ đâu, nhưng lại phát triển đời đời kiếp kiếp ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế giới này không có giang sơn nào vạn năm không đổi, càng không có mặt trời nào vĩnh viễn không lặn, điều mà huyết tộc lo lắng là viên thiên canh sẽ truyền bá lai lịch của bọn họ. Nhưng đây không phải điều quan trọng, bây giờ chẳng phải viên thiên canh đã được anh Tiêu tìm về rồi đấy ư. Bạch Ngọc Trinh quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn với tâm trạng vô cùng phức tạp. Dẫu sao một người như vậy, nhà họ Bạch và nhà họ Doanh đều hết sức kiêng kỵ, ngay cả cao thủ đế cảnh của nhà họ Bạch, thậm chí ngay cả Bạch Khởi, thấy viên thiên canh cũng phải kính trọng ba phần. Hôm nay Tiêu Chính Văn có ơn cứu mạng viên thiên canh, như vậy chẳng khác nào anh đã có một chỗ dựa lớn vô cùng mạnh mẽ. Ý của cô Bạch là viên thiên canh có thể thay đổi tình hình hiện tại của ngoài lãnh thổ, ông cụ quý nhíu mày hỏi. Một người có thể thay đổi số mệnh của một thời đại, nhất là tình thế đã hình thành mấy ngàn, mấy chục ngàn năm của ngoài lãnh thổ thì sao lại dễ dàng được. Ông cụ quý, e là ông đã hiểu sai về viên thiên canh rồi, lúc nữ đế còn tại vị, hai bên có hai danh tướng, một là Cao Tiên Chi, một là Tô Định Phương, ông có biết không? Hai người họ thật ra đều được viên thiên canh chỉ dạy, thậm chí người không được xem là đệ tử ghi danh cũng có thể chinh chiến các nước, mở ra lãnh địa mới. Một người như thế, nếu khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao thì sẽ là sự tồn tại không ai có thể sánh được, trừ khi Lưu Căn hoặc Khổng Minh còn sống, Võ Anh Hào chắc chắn nói. Bây giờ tung tích của Lưu Căn vẫn còn là một ẩn số, ngay cả nhà họ Chu cũng đang tìm kiếm Lưu Căn và thế hệ sau của ông ta, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn Lưu Căn sẽ không xuất hiện nữa, sau khi biến mất đột ngột vào thời gian Hồng Võ, người này bật vô âm tín. Thậm chí thế hệ đời sau của ông ta cũng như bốc hơi khỏi thế gian. Chu Trấn Long nghiêm nghị nói. Hiện giờ viên thiên canh đã là người duy nhất còn sống trong số các vị thiên sư đạo thuật của thời đó, chỉ cần ông ta xuất hiện ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng hỗn loạn. Anh Võ, lúc nãy anh nói nhờ tôi giúp đỡ nhà họ Võ làm sao thế? Tiêu Chính Văn bỗng quay sang nhìn Võ Anh Hào hỏi. Chương 3809 với sự hiểu biết về tình hình ngoài lãnh thổ của Tiêu Chính Văn, địa vị của nhà họ Võ không hề thấp, nhà họ Võ cũng có thể xếp trong top 5 ở cả Đông Vực, sao có thể đến xin mình giúp chứ? Nghe Tiêu Chính Văn nhắc đến, Võ Anh Hào thở dài nói, ngôi mộ chôn di vật của nữ đế nằm ở Đông Vực, bởi vì trước đó tàn niệm của nữ đế đã xuất hiện ở thế tục nên đã gây sự chú ý của các nơi ở ngoài lãnh thổ. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nữ đế từng mở di tích Long tộc. Thế nên họ định đào mộ của nữ đế. Vừa nghe anh ta nói thế, ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng ngạc nhiên. Lăng mộ của đế vương, bất kể là mộ chôn di vật cũng để không thể động vào, ví như lăng mộ của hoàng đế, ngay cả hạng vương cũng không dám tranh giành, huống gì đào mộ chôn di vật của nữ đế. Điều này không chỉ đang sỉ nhục nhà họ Võ mà là đang công khai khiêu khích. Nhưng người dám khiêu chiến với nhà họ Võ mà không lo sau đó nhà họ Võ sẽ trả thù. Ở cả ngoài lãnh thổ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này trước một ngọn núi cao ở Đông Vực, một tấm bia cao ngút trời đứng sừng sững. Trên tấm bia có ghi một hàng chữ lớn, nữ đế vạn cổ, lăng mộ nữ đế Lan Anh, bên dưới tấm bia là một ngôi nhà tranh vách nước. Một người đàn ông trung niên kiêu ngạo đứng trước hàng ngàn người. Đối diện với ông ta là một ông lão tóc trắng cầm thần binh, khí tức ngút trời, cách một khoảng không đang đối đầu với người đàn ông trung niên. Ông lão mặc một bộ đồ chiến, ánh mắt lấp lánh như có thể nhìn thấy được quá khứ xa xưa, từ quá khứ đến hiện tại, chỉ phong thái siêu phàm đó đủ để đè bẹp cả nơi đó. Uy lực khủng khiếp toát ra từ trong cơ thể ông ta khiến người đàn ông trung niên ở phía đối diện đứng chôn chân tại chỗ. Bên cạnh ông ta có một người đàn ông trung niên tay cầm thanh kiếm dài, khí thế ngút trời, cả người ăn mặc rất thư sinh, trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia hiện lên nụ cười nham hiểm. Đối diện với hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7, người đàn ông trung niên không hề tỏ ra sợ hãi, sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, dù đối diện là ngàn quân vạn mã cũng không chịu lùi nửa bước. Tôi coi trọng cậu là một nhân tài, không muốn hủy hoại cái danh tiên kiếm của cậu, nếu cậu tránh đường, tôi có thể đảm bảo sẽ không làm khó cậu. Ông lão tóc trắng híp mắt lạnh lùng đe dọa. Hừ, thượng quan vô kỵ, ông là một tên không biết xấu hổ, nơi này là đế gia. Sao có thể để các ông láo sược dẫm đạp? Lý Bạch tôi dù có bị đánh đến thân tàn ma dại cũng không nhường bước.
Vừa dứt lời, thanh kiếm dài trong tay người đàn ông lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lý Bạch, cậu nên biết rõ Võ Lan Anh xem thường phép tắc, phá hoại quy tắc ngàn năm của Hoa Quốc, dám cả gan tự xưng là đế vị, đây là đại nghịch bất đạo. Trong mộ chôn di vật của ả chôn giấu một bí mật động trời, bây giờ chiến sự ngoài vũ trụ căng thẳng, nhà họ Võ không chỉ không giao bí mật động trời cất giấu trong mộ mà ngược lại còn trơ mắt nhìn, điều này đã trái ngược với đạo trời. Lẽ nào ngay cả đám người tri thức, suốt ngày đọc sách thánh hiền cũng muốn đứng về phía đối lập ở thiên hạ sao? Người đàn ông trung niên đứng cạnh thượng quan Vô Kỵ lạnh lùng nói. Chương 3810 không biết hổ thẹn, nữ đế đã được trời đất thừa nhận, đã mang trong mình khí tức của rồng, là thân đế vương, có lý nào lại để một tên phản tặc như Vu Khiêm ông tùy tiện hạ thấp danh dự? Nơi này là ngoài lãnh thổ, không phải hoàng cung của Chu Kỳ Trấn. Sao có thể để mặc các người làm sằng làm bậy được? Lý Bạch ngôn từ sắc bén vạch trần sự giả dối của Vu Khiêm. Nhớ năm đó Chu Kỳ Trấn của Đại Minh Anh Tông xảy ra một cuộc binh biến, chính là do Vu Khiêm lợi dụng thời cơ tranh giành quyền lực, chặn đường đại quân mãn tộc hộ tống Chu Kỳ Trấn quay về kinh thành ở ngoài kinh sư. Sau đó cướp đoạt hết quyền lực của Đại Minh. Mặc dù người thế tục biết chuyện này không có mấy người nhưng ngoài lãnh thổ thì ai cũng biết. Lý Bạch lần nữa vạch trần sự giả dối của ông ta càng khiến sắc mặt Vu Khiêm tái xanh. Lúc này ở Long Kinh Thế Tục, Lý Chính Đạo bỗng lao vào trong phòng họp của tập đoàn Vi Nhan, vừa bước vào đã lớn tiếng cầu xin Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, xảy ra chuyện lớn rồi. Vu Khiêm của Bát Hiền Các và Thượng Quan Vô Kỵ dẫn mấy chục ngàn người thiên đạo minh ước đến tấn công ngôi mộ của nữ đế. Nữ đế đã vì Hoa Quốc mà ngay cả tàn niệm cuối cùng cũng. Nói đến đây Lý Chính Đạo rơi nước mắt nghẹn ngào nói, bây giờ đệ tử và môn sinh nhà họ Khổng muốn đào lăng mộ của nữ đế, tôi đại diện cho nhà họ Lý xin cậu Tiêu ra tay cứu giúp. Cái gì, cái đám không biết xấu hổ này, lẽ nào chúng không sợ gặp báo ứng sao, nghe thấy ông cụ quý tức đến mức râu cũng rung lên, cả người run rẩy. Cậu Tiêu, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến thế tục, nếu cậu Tiêu có lời khó nói. Nhà họ Bạch tôi sẵn lòng ra mặt thay nhà họ Võ, nhưng Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ đều là nhân hoàng cấp 7, một mình anh tôi e là, nói đến đây Bạch Ngọc Trinh quay áng nhìn Võ Anh Hào. Điều hiển nhiên là một mình Bạch Thiên Kiệt cùng lắm chỉ có thể giết được một trong số đó, nhưng không thể nào đánh thắng Thượng Quan Vô Kỵ và Vu Khiêm cùng một lúc. 2. Cao thủ nhà họ Võ tôi tạm thời đang ở ngoài vũ trụ, không thể quay về. Anh Tiêu, nói rồi Võ Anh Hào nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cầu xin. Năm đó nữ đế cũng có rất nhiều các quan chức cũ của mình, lẽ nào nhà họ Tô và nhà họ Cao không muốn ra tay cứu giúp sao? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày nói. Năm đó nữ đế đích thân đề bạt rất nhiều đại thần có tài xuất thân bần hàn, cũng chính vì nữ đế không trọng dụng các quan chức có địa vị cao nên mới bị môn sinh nhà họ Khổng chỉ trích. Nhưng đám người này được nữ đế trọng dụng không nên đứng ngoài nhìn vào lúc này mới phải chứ. Anh Tiêu nói không sai, năm đó quả thật nữ đế thăng chức cho rất nhiều quan chức xuất thân bần hàn, nhưng tiếc là bây giờ nhà họ Tô đã gia nhập huyết tộc, không thể giúp nhà họ Võ trong tình hình này. Còn thế hệ sau của Cao Thiên Chi cũng đã bị nhà họ Khổng thu phục, đứng về phía đối lập với nhà họ Võ, ngay cả hai người họ cũng đều như thế, huống gì mấy văn thần đó. Còn cao thủ nhà họ Doanh và nhà họ Bạch đều đang ở ngoài vũ trụ, không thể giúp sức, hiện giờ nhà họ Võ đã đến bước đường cùng, mong anh Tiêu có thể nể mặt nữ đế mà cứu nhà họ Võ tôi. Nói rồi Võ Anh Hào quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Có lẽ Thượng Quan Uyển Nhi có thể chống cự được một lúc, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, người có thể giúp được nhà họ Võ hiện giờ không nhiều. Chương 3811 trước khi tôi đi. Kiếm tiên Lý Bạch sẵn lòng đến ngăn đám người Vu Khiêm lại, nhưng với thực lực nhân hoàng cấp 6 thì không được bao lâu. Bạch Ngọc Trinh lắc đầu, cũng cầu xin cho nhà họ Võ. Lúc này trước mộ chôn di vật của nữ đế, Vu Khiêm nổi giận đùng đùng vung thanh kiếm dài trong tay lên nói với người phía sau, đẩy ngã bia nữ đế, đào mộ nữ đế, trong khu mộ này có rất nhiều đồ tốt, người nào ở đây cũng có phần. Vu Khiêm vừa nói thế. Hàng ngàn môn sinh nhà họ Khổng lập tức lao về phía bia nữ đế. Hừ, người tri thức, các ông cũng xưng với cái danh người tri thức à. Ngay cả hai chữ xấu hổ cũng không biết là gì, đúng là một đám súc sinh. Phường ăn cướp, Lý Bạch tức giận quát, giơ thanh kiếm chém về phía mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 gần mình nhất.
hai mắt đỏ ngầu gào lên, ai dám tiến đến nửa bước thì chết. Lúc nữ đế còn sống, đám người trước mắt nào dám vô lễ với nữ đế. Chỉ cần một cái búng tay của nữ đế, đám nhãi danh trước mặt sẽ lập tức biến thành cục bột. Nhưng bây giờ, nữ đế vì bảo vệ Hoa Quốc, ngay cả tàn niệm cuối cùng của bà ấy cũng đã chết vì Hoa Quốc, nhưng khi lăng mộ của bà ấy sắp bị hủy hoại, không ai đứng ra bảo vệ nữ đế. Điều này thật đáng buồn làm sao? Các người thật đáng chết. Lý Bạch Phong thanh kiếm hút máu, lần lượt giết bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hai cỗ sức mạnh lập tức bao phủ ông ta, đối mặt với sức ép mạnh mẽ, đừng nói là giết người, ngay cả cử động ngón tay, Lý Bạch cũng không thể làm được. Ông muốn ngăn cản vì nữ đế sao? Hừ, dám làm trái lời nhà họ Khổng, cho dù là ai thì chỉ có một kết cục, đó là thịt nát xương tan. Nói xong, một tên đệ tử nhà họ Khổng cảnh giới nhân vương cấp 2 nở nụ cười hung ác, giơ tay hung hăng tát vào mặt Lý Bạch. Cái tát của anh hơi quá đáng đấy. Dù sao người ta cũng là Thi Tiên Thái Bạch, còn là kiếm tiên nổi tiếng trong giới võ đạo, sao anh có thể tát vào mặt người ta chứ? Một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Lý Bạch, cười chế nhạo. Kiếm tiên, một trong những cao thủ nhân hoàng cùng thời với Lý Bạch, lạnh lùng nhìn Lý Bạch, nói với vẻ mặt khinh thường, tiên kiếm trước kia quả thực nổi tiếng khắp thiên hạ. Đáng tiếc, chỉ cần đứng sai đội thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Người phụ nữ chết tiệt này đã phá hỏng con đường cầm quyền của sĩ phu nhà tôi, vì đám dân chúng như lũ kiến kia mà không màng đến thể diện của sĩ phu nhà tôi, phá hủy miếu Khổng, đàn áp các đệ tử thánh Khổng, bà ta thật đáng chết. Sự căm ghét trên gương mặt của đám cao thủ nhân hoàng càng thêm sâu đậm. Gia tộc của hắn bị nữ đế chính tay tiêu diệt, lúc đó, hắn chỉ là cưỡng đoạt vợ của một người nông dân. Chuyện nhỏ này chẳng có gì đáng kể lúc Thái Tông còn tại vị. Nhưng nữ đế lại dám hạ lệnh cho hắn lập tức thả người, còn phải đền cho gia đình kia 100 lạng bạc, đây là một trò đùa. Chương 3812 trong cơn giận dữ, người nhà hắn đã giết sạch gia đình nông dân kia. Vậy mà nữ đế lại dám bắt cả gia tộc hắn lấy mạng đền mạng. Bây giờ nữ đế đã chết, chỉ còn lại ngôi mộ này, nhưng hắn vẫn sống khỏe mạnh. Đây gọi là vật đổi sao rời, hôm nay chính là ngày báo thù cho gia tộc hắn. Rắc, hai chân của Lý Bạch bị vị cao thủ nhân hoàng kia đánh gãy, máu tươi không ngừng phun ra. Hừ, kiếm tiên, ông đánh tôi đi. Sao chân ông lại gãy rồi? Lý Bạch đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị cao thủ nhân hoàng kia. Nếu không phải ông ta bị giam cầm trong uy lực của Thượng Quan Vô Kỵ và Vu Khiêm thì đám người này có thể đấu lại nổi ông ta sao? Nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể mặc cho lũ ác ma này khinh thường, chà đạp nhân phẩm của mình. Không có cách nào đánh trả. Nhìn đám người xông tới chỗ tượng đài nữ đế, Lý Bạch giận dữ gầm lên một cách bi thương. Các người dừng tay, là con cháu của Hoa Quốc, sao các người có thể dẫm đạp lên lăng mộ của nữ đế? Đó là điều mà đám súc sinh Âu Lục luôn muốn làm nhưng không thể. Các người đều tự nhận mình là người đọc sách mà. Vu Khiêm thấy vậy cười lớn. Người đọc sách, ông biết vì sao phải đọc sách không? Vu Khiêm chắp tay sau lưng. Đi tới gần Lý Bạch, một tay vỗ nhẹ lên vai Lý Bạch nói. Tất nhiên là vì nước nhà hưng thịnh, cả đời Lý Bạch luôn hướng tới mục tiêu này, từ trước đến nay chưa bao giờ dám quên bổn phận mình là người dân Hoa Quốc. Thật nực cười, chẳng trách cả đời này ông không có nổi một chức quan. Ha ha ha, hôm nay, tôi sẽ dạy ông thế nào là người đọc sách. Đọc sách chỉ để biết luật, còn biết luật chỉ để giữ gìn phú quý. Luật của Đại Minh thế nào? Muốn quý trụ Giang Nam chúng tôi nộp thuế cho nhà họ Chu các ông sao? Đúng là nằm mơ, tôi chỉ là một nhân viên văn thư, vì vậy quý trụ không phải trả một xu thuế nào cả. Kết quả thì sao? Cho dù tôi xúi dục quân biến giới giết Chu Kỳ Trấn, gây loạn cung đình, thì sứ giả nào dám không nói tốt về tôi? Đây chính là đọc sách vì lưu danh thanh sử, đọc sách vì sự giàu có của đất nước. Bây giờ ông thử nói lại xem. Ông có phải người đọc sách không? Lý Bạch nghe Vu Khiêm nói vậy, tức giận mắng chửi, vô liêm sỉ. Ha ha ha, Thánh Khổng có câu, trốn vì người khôn, trốn vì kẻ quyền thế, trốn vì người giàu. Biết trốn cái gì không? Chỉ vì tội ác mà thôi. Y nói môn sinh Khổng Thị nên theo đuổi quyền thế trong thiên hạ, lấy quyền thế áp đảo lũ kiến trong thiên hạ. Đời sau tự nhiên sẽ có đồng môn trả thù cho ông. Chính vì ông không hiểu điều này.
cho nên đến ngày hôm nay, ông vẫn không xứng làm quan. Vu Khiêm càng nói càng đắc ý. Sự thật đúng như lời ông ta nói. Đời sau sẽ tôn Vu Khiêm là người hiền đức, còn sự diệt vong của Đại Minh sẽ liên quan trực tiếp đến Lý Bạch. Lúc Chu Kỳ Trấn nắm quyền, Dã Tiên vốn là một cái cọc ẩn mà anh Tông cắm trong đồng cỏ, nhưng Vu Khiêm đã trực tiếp nhổ bỏ Chu Kỳ Trấn và Dã Tiên để bảo vệ quyền lợi của những gia đình giàu có ở Giang Nam. Nhưng thế hệ sau hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, thay vào đó, kẻ nổi loạn lại trở thành anh hùng. Chương 3813 Lý Bạch đang ở vùng ngoài lãnh thổ, trong lòng biết rõ rằng, nếu Vu Khiêm không bán được Cầu Vinh thì sẽ chẳng bao giờ tiến vào được đền thờ Bát Hiền. Mặc dù biết rõ sự thật, nhưng quả thực đúng như lời Vu Khiêm nói, cho đến nay, Vu Khiêm đã có tên tuổi lưu danh sử sách, ngược lại, một người trung trực như ông ta lại bị người đời chê bai. Đám đê tiện các người có quyền ăn nói, nhưng công lý nằm trong tim mỗi người. Tôi khuyên ông một câu, nữ đế có công với Hoa Quốc, bất kính với nữ đế, chắc chắn sẽ có người xử lý ông. Lý Bạch nghiến răng, nhưng không thể làm gì Vu Khiêm. Thực ra, mọi chuyện xảy ra trước tượng đài nữ đế đã loan truyền khắp Đông Vực, nhà họ Bạch và nhà họ Doanh cũng đã nhận được tin tức. Vô số người nghe thấy, nhìn thấy lời Vu Khiêm nói, nhưng đúng như lời Vu Khiêm nói, thì đã sao? Thế lực của nhà họ Khổng vô cùng hùng mạnh, Vu Khiêm đại diện cho nhà họ Khổng, ai dám đối đầu với nhà họ Khổng vào lúc này? Trong cung Đại Tần, một người đàn ông trẻ mặc long bào, đội mão vàng cau mày nói, Doanh thị ta lẽ nào lại ngồi yên nhìn đám đạo tặc đó phỉ báng nữ đế sao? Thế tử, tốt hơn hết là Doanh thị chúng ta không nên xen vào chuyện này. Đám người Vu Khiêm đám phá hoại lăng mộ nữ đế, chắc chắn là do nhà họ Khổng chỉ thị. Chắc thế tử cũng biết rõ nhà họ Khổng thế nào. Một ông lão bên cạnh thở dài khuyên ngăn. Nữ đế luôn bảo vệ Hoa Quốc. Nhìn đám phản đồ này sỉ nhục nữ đế, thật khiến người ta tức giận. Người đàn ông trẻ rút kiếm, chém đứt nửa góc bàn. Không chỉ người trong cung Tần Hoàng tranh luận về chuyện này mà ngay cả Hoàng thị Lý Đường và nhà họ Chu đều đang thảo luận về vấn đề này. Mặc dù những hoàng tộc như bọn họ đều tôn sùng nữ đế, nhưng bọn họ chỉ là thiểu số trong thiểu số, thực lực của nhà họ Khổng quá lớn mạnh, bọn họ không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, hiện nay, cao thủ trong các hoàng tộc lớn đều đang ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, tìm đâu ra nhiều cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 để ngăn chặn thảm kịch này đây. Cho dù lúc trước nữ đế được nấy kẻ chân lấm tay bùn khen ngợi, nhưng hiện tại, còn mấy được biết được công lao của bà ta. Chẳng phải bà ta đều bị thiên hạ mắng chửi sao? Ha ha ha! Đám người Vu Khiêm cười lớn, tiếng cười gớm ghiếc gần như vang khắp Đông Vực. Vô số thế gia cũng lần lượt đồng ý với lời của Vu Khiêm. Sự thật đúng là như vậy, không ai nhớ đến nữ đế, càng không ai ca tụng bà, dù sao người viết sách sử cũng là môn sinh Khổng thị, dù người đời biết bọn họ đổi trắng thay đen thì trăm năm sau, có mấy kẻ còn tình người. Hôm nay, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Khổng, thì không chỉ bị tiêu diệt, mà còn bị sỉ nhục muôn đời. Đây chính là sự đáng sợ của nhà họ Khổng. Vì vậy, mặc dù có nhiều thế gia muốn ra mặt vì nữ đế, nhưng nghĩ đến hậu quả, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Các người không một ai chính nghĩa đứng về phía nữ đế sao? Hai mắt Lý Bạch đẫm máu, hét lớn lên trời, vang vọng khắp Đông Vực, nhưng chỉ có tiếng gió tàn nhẫn đáp lại lời ông ta. Người đâu, phá bỏ tượng đài nữ đế, Vu Khiêm chắp tay sau lưng, quát lớn. Không. Các người dừng tay lại, Lý Bạch giãy giụa bò trên mặt đất, lê hai chân bị chặt đứt liều mạng bò về phía bia mộ của nữ đế, nhưng tiếng kêu gào của ông ta căn bản không có ích gì. Không có ai để ý đến tiếng kêu gào của Lý Bạch, càng không ai để ý đến nữ đế, dẫu sao bà ấy qua đời đã lâu, ngay cả tàn niệm đến nay cũng không còn tồn tại nữa. Bia mộ to lớn của nữ đế ngã xuống ầm ầm. Đến cả bầu trời cũng nổi lên sấm chớp rền vang ngay lúc bia mộ của nữ đế ngã xuống, sau đó là mưa như thác đổ. Các người là đám loạn thần tặc tử. Tất cả người nhà họ Khổng đều đáng bị chém thành nghìn mảnh, Lý Bạch hoàn toàn nổi giận, trong đôi mắt của ông ta tràn đầy lửa giận. Nhưng ông ta đang bị trói chặt, căn bản không có sức để bảo vệ tấm bia mộ sừng sững ngàn năm của nữ đế. Hình như tiếng kêu khóc của ông căn bản không có tác dụng gì nhỉ. Vu Khiêm lạnh lùng nhìn Lý Bạch đang nằm trong bùn, giơ chân lên đạp sau gáy Lý Bạch, khiến mặt ông ta úp thẳng vào hố bùn. Giờ phút này, bầu trời ở đây giống như một tấm màn chiếu to lớn,
trình chiếu nguyên vẹn cảnh tượng này, mỗi một xó xỉnh của toàn bộ Đông Vực cũng có thể thấy rõ ràng. Ai cho các người lá gan đó? Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng sẽ không có ai tới ngăn cản nhóm người Vu Khiêm nữa, thì có một tiếng gào lớn vang dội chân trời. Mấy chục võ sĩ giáp vàng đạp lên dải ánh sáng đi tới, ở phía sau bọn họ là Thượng quan Uyển Nhi. Giờ phút này, Thượng quan Uyển Nhi sát khí hiên ngang, ngay cả không trung sau lưng cô ta cũng biến thành màu đỏ như máu. Bây giờ, cuối cùng cô ta cũng biết tại sao cả nhà Tô Định Phương lại nhờ cậy huyết tộc, hiểu vì sao Cao Tiên Chi nương thân dưới quyền của nhà họ Khổng. Nếu như nhà họ Võ năm đó cũng đứng ngang hàng với huyết tộc thì hôm nay ai dám tới phá hỏng bia mộ của nữ đế? Ai dám chà đạp mộ nữ đế? Thượng quan Uyển Nhi, đúng như tôi đoán, cuối cùng cô cũng tới rồi. Thượng quan Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói. Cả đời tôi kính ngưỡng nữ đế, cho dù vật đổi sao rời, nữ đế, hỗn láo. Thấy trưởng bối còn không mau quỳ xuống, Thượng quan Vô Kỵ lạnh lùng nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, lớn tiếng mắng. Xét về thân phận, Thượng quan Vô Kỵ là chú ruột của Thượng quan Nghi, là ông cố của Thượng quan Uyển Nhi, đương nhiên ông ta có tư cách nói ra những lời này với Thượng quan Uyển Nhi. Trưởng bối, chẳng lẽ ông chưa nghe nói, cha bất nhân thì con không hiếu sao? Tôi thấy nhục nhã vì nhà thượng quan có loại loạn thần tặc tử như ông. Hôm nay bất kể là ai, dám vượt ranh giới nửa bước, thượng quan Uyển Nhi tôi tuyệt đối sẽ không tha. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy võ sĩ giáp vàng rút kiếm ra, cường giả cảnh giới nhân hoàng lúc trước chặt đứt hai chân và bạt tai Lý Bạch, trong chớp mắt đã bị võ sĩ giáp vàng chém chết tại chỗ. Những người còn sót lại cũng đều bị Thượng quan Uyển Nhi dọa sợ lui ra ngoài mấy dặm, không dám bước tới nửa bước. Thượng quan Uyển Nhi, cô tưởng chỉ dựa vào một mình cô, có thể chống lại được chúng tôi, Vu Khiêm cười nhạt. Thượng quan Vô Kỵ lại khinh thường bước về phía trước một bước, cười khẩy nhìn chằm chằm Thượng quan Uyển Nhi. Ngự lâm quân của Đại Chu đâu? Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên quát lên một tiếng, mười mấy võ sĩ giáp vàng lập tức cầm kiếm, lớn tiếng đáp, có. Chỉ cần chúng tôi còn một hơi thở, các người đừng hòng vượt qua nửa bước. Thượng quan Uyển Nhi ra lệnh, mười mấy võ sĩ giáp vàng liền bước về phía trước một bước, chắn trước mộ nữ đế. Giờ phút này, chiến bào cả người cô ta đỏ như máu, dường như không thua đáng mày râu chút nào. Vô số cao thủ cảnh giới nhân vương trong tầm mắt đua nhau hóa thành màn xương máu. Một trận cuồng phong thổi lên vô số giọt mưa máu, trên bầu trời lại là sấm rền không ngừng. Thượng quan Uyển Nhi nổi giận, ngàn năm qua, lần đầu tiên cô ta tức giận như vậy, tất cả võ sĩ giáp vàng mang biểu cảm lạnh lùng, thấy chết không lùi, đua nhau giơ kiếm hòa vào nhóm người. Dù sao cô cũng chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi, muốn ngăn cản chúng tôi thì đúng là kẻ ngốc nói mớ. Vu Khiêm cười nhạt, vừa giơ tay lên đã chém chết mấy vị võ sĩ giáp vàng. Từng đốm sáng nở rộ trên bầu trời giống chút sắc màu cuối cùng mà những binh sĩ trung dũng như họ để lại trên thế gian này. Nhưng võ sĩ giáp vàng còn sót lại không hề dao động chút nào, giữa đao kiếm chập trùng, vô số tên vô danh tiểu tốt đã chết dưới kiếm của họ. Trong một thoáng, máu tươi đã nhuộm đỏ trinh bào của họ. Chết, thượng quan Vô Kỵ cũng ra tay, mười mấy võ sĩ giáp vàng không khỏi chết thảm ngay tại chỗ, máu tươi của họ hòa cùng nước mưa hợp thành một dòng sông máu. Các người đáng chết, Thượng quan Uyển Nhi giận dữ quát lên, chém xuống. Nhất thời, vạn tia sáng che cả bầu trời, phủ thẳng xuống trên nhóm người Thượng quan Vô Kỵ và Vu Khiêm. Tuy cảnh giới của cô ta thua xa Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ, nhưng bao nhiêu năm nay, cô ta một mực đi theo nữ đế, quanh mình đã sớm nhuộm được chút ít khí thế. Vì vậy, đòn tấn công này lại không hề kém so với nhóm người Vu Khiêm cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Quả nhiên là tay sai của nữ đế. Giờ phút này ngay cả Vu Khiêm cũng giật mình. Nhưng giây kế tiếp, một áp lực còn đáng sợ hơn che phủ vạn dặm. Lập tức đất rung núi chuyển, vô số dung nham phun ra, khí bay lên đến tận trời. Dẫu sao cảnh giới của hai người Thượng quan Vô Kỵ và Vu Khiêm bày sẵn ra đó, căn bản không phải thứ mà Thượng quan Uyển Nhi có thể địch nổi. Một luồng sáng đỏ tiến lên đón lấy đòn tấn công có 102 của Thượng quan Uyển Nhi. Trong phút chốc, bầu trời tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khí tức kinh khủng cuốn ngược về, lao thẳng vào Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Vô Kỵ, ban đầu nữ đế thật sự không nên tha cho ông một mạng, Thượng quan Uyển Nhi căm hận nhìn luồng sáng đỏ kia chạy thẳng tới phía mình, ngay sau đó vung tay lên ném một miếng ngọc như ý ra.
Ngọc Như Ý va chạm với ánh sáng kia khơi dậy đợt sóng khí vạn trượng, ngay cả mọi người bên cạnh xem cuộc chiến cũng bị sóng khí này hóa thành máu trong nháy mắt. Mà Ngọc Như Ý kia cũng hóa thành bột vụn, khắp đất trời. Báu vật hiếm lạ nữ đế ban cho cô, hẳn không chỉ có miếng Ngọc Như Ý này nhỉ. Cơ hội khó được, chúng ta phân định thắng thua đi. Phu Khiêm vừa dứt lời, vung kiếm dài trong tay lên, chém về phía Thượng quan Uyển Nhi. Giết, Thượng quan Vô Kỵ cũng quát lên một tiếng, theo sát sau lưng Vu Khiêm, chém tới Thượng quan Uyển Nhi. Ba luồng khí tức kinh khủng hòa vào nhau, tựa như bầu trời cũng sắp bị ba loại khí tức này xé rách. Dù Thượng quan Uyển Nhi đã dùng hết sức lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn hai người họ lại mà thôi, dẫu sao sự chênh lệch thực lực thực sự quá lớn. Nếu như không có vật luôn mang trên người của nữ đế, e rằng giờ phút này Thượng quan Uyển Nhi đã sớm phơi xác tại chỗ. Tuyệt đối không thể để cho cô ta có cơ hội hít thở, Vu Khiêm hét lớn một tiếng, xông về phía Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi, niệm tình cô là con cháu của nhà Thượng quan, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, chỉ cần cô chịu dừng tay, hôm nay tôi có thể không nhắc chuyện cũ nữa. Thượng quan Vô Kỵ vừa áp tới Thượng quan Uyển Nhi, vừa mở miệng lớn tiếng nói. Bớt nói nhảm đi, hôm nay không phải ông chết thì là tôi mất mạng. Đại Chu không có thứ hèn nhát, Thượng quan Uyển Nhi tôi cho dù tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không cúi đầu trước lũ loạn thần tặc như các người. Thượng quan Uyển Nhi thấy chết không sợ, đồng thời sử dụng hai món đầu ngọc, nhảy lên đánh hai người Thượng quan Vô Kỵ và Vu Khiêm. Cô tự tìm đến cái chết, Vu Khiêm hoàn toàn bị chọc giận, khí tức quanh người ông ta bộ lộ ra hết, vô cùng uy nghiêm. Nếu không phải Thượng quan Uyển Nhi mang bảo vật quý giá thì giờ phút nà, đã sớm bị khí tức của ông ta khống chế không thể động đậy. Dẫu sao khí tức của nhân hoàng cấp 7 cũng không phải là thứ mà nhân hoàng cấp 5 có thể chịu đựng được, sự chênh lệch giữa mỗi cấp cảnh giới nhân hoàng cũng giống như đất với trời vậy. Thượng quan Uyển Nhi có thể đấu mấy chục hiệp cùng hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 đã chẳng dễ dàng gì. Vu Khiêm vung kiếm lên lần nữa, mang theo oai phong phá hủy đất trời. Chém về phía Thượng quan Uyển Nhi trong phút chốc. Dù cô ta đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn bị đánh máu me tung tóe. Thượng quan Vô Kỵ bên cạnh cũng nhân cơ hội này, vung kiếm chém. Nếu không phải Thượng quan Uyển Nhi sớm đã đề phòng, sợ rằng giờ phút này đã bị Thượng quan Vô Kỵ chém thành hai khúc. Tuy nói vậy, Thượng quan Uyển Nhi vẫn bị Thượng quan Vô Kỵ chém đi một cánh tay. Trong phút chốc, áo chiến bào của Thượng quan Uyển Nhi đã bị nhuốm đỏ màu máu. Không hổ là một trong bát hiền, vãn bối trong nhà mà còn ra tay ác độc như vậy. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh Thượng quan rồi, Vu Khiêm khá kinh ngạc nhìn Thượng quan Vô Kỵ. Tuy Vu Khiêm biết rõ trong nhà họ Khổng không có ai hiền lành gì, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ Thượng quan Vô Kỵ lại có thể làm được đến mức bất chấp máu mủ như thế. Nếu ông ta và Thượng quan Uyển Nhi không có quan hệ máu mủ thì giết chết Thượng quan Uyển Nhi còn có thể tha thứ được, nhưng Thượng quan Vô Kỵ lại là ông cố của Thượng quan Uyển Nhi. Vì lấy lòng nhà họ Khổng mà ông ta lại ra tay độc ác với cháu gái mình như vậy, ngay cả Vu Khiêm cũng không khỏi âm thầm bội phục. Hừ, nhà họ Thượng quan thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì lấy lòng nhà họ Khổng, vì chút tư lợi, mà không tha cho cả người nhà mình. Lý Bạch khinh thường cười nhạt. Hừ, lúc nào đến phiên cậu dạy bảo tôi. Vừa nói, Thượng quan Vô Kỵ giơ chân lên đạp gãy cánh tay trái của Lý Bạch. Lý Bạch, trên thế giới này, máu mủ thân tình gì cũng là giả, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở núi sâu còn có bà con sao? Vu Khiêm cười nhạt bước về phía Thượng quan Uyển Nhi đang bị thương nặng, toàn coi như không thấy Lý Bạch. Thượng quan Uyển Nhi cố chịu đau đớn, không hề kêu rên, nhưng miệng vẫn có máu chảy ra. Chẳng lẽ trong thiên hạ, không còn ai bảo vệ tôn nghiêm sau cùng của Hoàng tộc Hoa Quốc vì nữ đế nữa sao? Đế vương các ngồi nhìn môn sinh nhà họ Khổng trà đạp linh mộ đế vương như vậy hả? Thượng quan Uyển Nhi không người giúp đỡ, cố gắng kêu gào nhưng đáp lại cô ta cũng chỉ có tiếng mưa gió vô tình. Nữ đế đã chết. Không biết qua bao lâu, một tiếng than thở từ phương xa truyền tới. Những lời này đã nói lên hết thảy. Hoàng đế Lan Anh đã sớm không còn nữa, bất kể là ai ra mặt vì nữ đế đều đắc tội với nhà họ Khổng. Dù lúc này giữ được linh mộ của nữ đế, ngày sau ai có thể chống chọi với nhà họ Khổng được đây? Cả nhà họ Khổng, kể cả đệ tử nhà họ Khổng, ai nấy cũng đều là kẻ có thù tất báo, chẳng bao lâu sau nhất định sẽ ổ ạt đi đòi nợ máu,
thử hỏi xem thế gia nào có thể gánh nổi sự trả thù của nhà họ không. Vu Khiêm nghe nói vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý nói, bất kể nữ đế đã từng làm bao nhiêu cho Hoa Quốc, nhưng bà ta đã chết rồi. Nếu như nữ đế còn ở đây, đừng nói là động vào bia mộ và đào mộ của nữ đế, e rằng ngay cả can đảm nhìn thẳng vào bà ấy, người khác cũng không có. Nhưng, thời thế thay đổi. Lời này của Vu Khiêm đã nói rõ thế sự vô thường, mỗi một người đều có tư tâm của mình, bất kỳ ai cũng không thể bất chấp hậu quả. Dù nữ đế hay anh hùng, cuối cùng cũng phải đối mặt với bốn chữ thói đời nóng lạnh. Nhà họ Võ đã từng vinh dự bậc nào, bao nhiêu gia đình quyền thế, bao nhiêu thế gia đều phải cúi đầu xưng thần. Nhưng từ khi nữ đế chết, oai phong của nhà họ Võ đã không còn nữa. Mà giờ phút này, những công thần lương tướng thời nữ đế cũng đều lựa chọn yên lặng, chỉ có Lý Bạch một thân một mình tới bảo vệ linh mộ của nữ đế. Ở một diễn biến khác, Bạch Ngọc Trinh thấy Tiêu Chính Văn định đứng dậy đi đến vùng ngoài lãnh thổ thì vội vàng khuyên nhủ, anh Tiêu, ngay cả hoàng tộc vùng ngoài lãnh thổ cũng không dám đến ngăn cản, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi sao? Tình hình trước mắt đã vô cùng rõ ràng, bất kể là ai ngăn cản thì không chỉ đắc tội nhà họ Khổng, mà còn đắc tội một đám hoàng tộc. Dẫu sao trong tình huống này, ngay cả hoàng tộc cũng không ra tay, Tiêu Chính Văn mà ra tay trợ giúp, thì người hoàng tộc còn mặt mũi nào đối mặt với thế nhân? Cô Bạch, cô sai rồi, càng là lúc này, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả tàn niệm cuối cùng của nữ đế còn bảo vệ Hoa Quốc. Chúng ta có thể để nữ đế chảy máu, nhưng không thể để con cháu nhà họ Võ rơi lệ. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn vô cùng nghiêm túc nói. Không chỉ là nữ đế, ngay cả Thượng quan Uyển Nhi cũng một lòng lo cho Hoa Quốc, mấy lần đứng ra vì Hoa Quốc và giới thế tục. Sao Tiêu Chính Văn có thể nhìn họ trơ trọi không ai giúp, chết thảm dưới kiếm của mấy người Vu Khiêm? Anh Tiêu, nhưng anh phải hiểu một chuyện, lần này ra tay, không chỉ đắc tội nhà họ Khổng, còn khiến cho mặt mũi hoàng tộc, mặt mũi. Khi nữ đế đổ máu hy sinh vì Hoa Quốc đã từng nghĩ đến mặt mũi hay chưa? Lúc Thượng quan Uyển Nhi bất kể sống chết, đổ máu vì thế tục đã từng nghĩ đến mặt mũi hay chưa? Nếu trơ mắt nhìn Thượng quan Uyển Nhi bị giết, linh mộ nữ đế bị quật lên, liệu chúng ta còn có mặt mũi sống tiếp nữa không? Nói xong, Tiêu Chính Văn bước tới mật thất, lấy từ trong ngực áo ra mấy viên thuốc đưa cho Viên Thiên Canh nói, tiền bối Viên, hôm nay linh mộ nữ đế bị bao vây, nhà họ Võ rơi vào mối nguy hiểm, tiền bối sẽ làm thế nào? Viên Thiên Canh ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chính Văn hồi lâu, lặng lẽ nhận lấy đan dược trong tay Tiêu Chính Văn rồi nuốt vào. Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi cô độc đứng trước bia mộ của nữ đế, nhìn vết thương không ngừng chảy máu, miệng nở nụ cười nhạt. Xem ra, hôm nay chính là ngày thần đi theo nữ đế rồi, chỉ tiếc thiên hạ to lớn đến thế lại không cho nữ đế một chỗ dung thân. Chỉ có thể cảm thán, Hoa Quốc chúng ta vạn năm qua, lại không một ai dám vạch trần lời nói dối của nhà họ Khổng, đáng hận. Nữ đế hết lòng hết sức vì Hoa Quốc, cuối cùng lại không một ai nguyện đứng ra vì nữ đế. Nói đến đây, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi rơi hai dòng lệ. Nói nhiều vô ích, người đâu, san bằng mộ của nữ đế, Vu Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, giơ thanh kiếm dài trên tay chỉ về phía mộ của nữ đế. Ngay khi mọi người sau lưng ông ta chen nhau xông tới, định phá tan mộ của nữ đế, đột nhiên trên bầu trời có một tiếng sét vang lên, mấy ngàn bóng dáng xuất hiện trong chớp mắt. Ai dám bước lên một bước, chết! Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền tới cùng với con rồng màu tím phát ra tiếng rồng gầm lớn, lao xuống từ 9 tầng trời. Trong chớp mắt hàng nghìn đệ tử nhà họ Khổng đều hóa thành xương máu. Sau lưng Tiêu Chính Văn là các cao thủ điện thần long, ngay cả người nhà họ Bạch, nhà họ Võ, nhà họ Quý cũng đồng loạt xông tới. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía mộ của nữ đế, chắp tay vái một cái hết sức cung kính. Nữ đế đã dốc hết lòng hết sức vì Hoa Quốc, thần xin được kính lạy. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mọi người trong điện thần long nối tiếp nhau cúi rạp người quỳ lạy. Nếu vùng ngoài lãnh thổ không ai đứng ra vì nữ đế, vậy Hoa Quốc ở giới thế tục sẽ bảo vệ nữ đế. Càng phải đòi lại công bằng cho nhà họ Võ. Ánh mắt Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí, mấy người long ngao sau lưng anh cũng phô bày khí thế, đánh về phía mấy người Vu Khiêm mạnh mẽ như rời núi lấp biển. Dưới áp lực của khí thế động trời này, ngoại trừ hai người Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ, mọi người còn lại thậm chí ngay cả dũng khí nhúc nhích ngón tay cũng không có. Cứ như thể, trước mặt bọn họ không phải là Tiêu Chính Văn và người trong điện thần long, mà là một ngọn núi thật cao,
chỉ cần hơi lơ là bọn họ đều sẽ bị ngọn núi kia ép thành thịt vụn. Chỉ dựa vào các người ư? Phu Khiêm bật cười ha hả, Thượng quan Vô Kỵ lại lên tiếng. Ở trong mắt bọn họ, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chỉ như con kiến hôi, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không phải có người giúp đỡ thì sao Tiêu Chính Văn có thể sống được đến ngày hôm nay? Thật sự coi Bát Hiền bọn họ chỉ có tiếng mà không có miếng sao? Mệnh lệnh phá tan bia mộ của nữ đế lần này là do tộc trưởng nhà họ Khổng đích thân ban ra, hơn nữa, bất kỳ ai dám ngăn cản bước tiến của họ, đều sẽ bị chém chết tại chỗ. Vậy mà vào lúc này, Tiêu Chính Văn lại đưa những con kiến hôi ở thế tục kia tới bảo vệ nữ đế. Thật là nực cười, không chỉ mấy người Vu Khiêm cười khẩy, mà ngay cả người nhà họ Chu và nhà họ Lý cũng lắc đầu chế giễu. Tiêu Chính Văn cũng không biết tự lượng sức mình quá rồi, chỉ dựa vào một chút thế lực mỏng manh ở thế tục sao có thể chống lại được mấy người Vu Khiêm. Anh Tiêu, tấm lòng của các anh, tôi xin nhận thay nữ đế, nhưng, nói đến đây, hai mắt Thượng quan Uyển Nhi không khỏi đẫm lệ, lắc đầu liên tục nói, nơi này, không phải nơi các anh nên tới, mau trở về thế tục đi. Thượng quan Uyển Nhi không đành lòng nhìn mấy người Tiêu Chính Văn chết trong trận chiến này, càng không đành lòng nhìn quân lực cuối cùng của Hoa Quốc thế tục cũng bị tiêu diệt hoàn toàn vì nữ đế. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, linh mộ của nữ đế không chỉ là tôn nghiêm của nhà họ Võ, còn là tôn nghiêm của con cháu Hoa Quốc, cũng là điều mà người thế tục như tôi phải bảo vệ. Bất kể là ai đều không thể xóa bỏ chiến công của nữ đế, càng không thể chà đạp linh mộ sau khi bà ấy chết. Không nói đến chuyện bên trong lăng mộ có di tích Long tộc hay không, cho dù có thật, trừ phi Tiêu Chính Văn tôi tan xương nát thịt, nếu không, bất kỳ ai cũng đừng hòng đặt chân vào. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Phu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ bật cười điên cuồng. Chỉ dựa vào cậu ư, thật nực cười. Buồn cười lắm sao, vậy ông cứ cười vui vẻ đi, nếu không, ông sẽ không còn cơ hội để cười nữa đâu, vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh như băng, nói. Phu Khiêm lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, không cho là đúng. Nói, không ngờ bây giờ đám người trong thế tục lại ngông nghênh đến thế. Một cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà cũng dám lớn lối khiêu khích trước mặt bọn tôi à. Nói rồi khí thế quanh người Vu Khiêm lại dâng lên, uy lực đáng sợ bao phủ lấy đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 mạnh đến mức nào? Dù chỉ giơ tay lên thôi cũng có thể khiến trời đất thay đổi, khiến núi sông đều đảo ngược. Dù chỉ là một suy nghĩ cũng đủ để hủy diệt mười phương. Huống gì ông ta còn là một thành viên của Bát Hiền Từ, là người nhận được truyền thừa vô song của nhà họ Khổng. Bát Hiền không phải là mấy thánh hiền trong lịch sử mà là cao thủ có thể cầm binh khí cho nhà họ Khổng. Giống như Vu Khiêm từ sau khi đến vùng ngoài lãnh thổ đã được nhà họ Khổng xem là cốt lõi để đào tạo, đến nay đã được vài trăm năm, các trận chiến lớn nhỏ không dưới hàng chục ngàn trận chiến nhưng chưa từng nếm mùi thất bại. Chỉ riêng điều này thôi. Ông ta cũng đã có tư cách tỏ ra kiêu ngạo rồi. Không xét đến thực lực của bản thân, chỉ riêng thân phận này của ông ta thôi thì cả ngoài lãnh thổ có mấy ai ở các gia tộc lớn dám không tôn trọng ông ta. So ra thì đám người ở thế tục này hoàn toàn không lọt vào tầm mắt ông ta. Dù là cả Điện Thần Long thì trong mắt ông ta cũng chỉ là một đám người bẩn thỉu chứ đừng nói là Tiêu Chính Văn. Trừ khi là các lão tướng đã chinh chiến ngoài chiến trường nhiều năm của nhà họ Bạch hoặc nhà họ Chu có lẽ mới có thể khiến ông ta cảm thấy kiêng dè. Nhưng nói thẳng ra, đám người Thường Ngộ Xuân đều bị nhốt ở chiến trường ngoài vũ trụ, ngoại trừ có thuật phân thân ra thì cả ngoài lãnh thổ có ai dám quản chuyện của ông ta không? Dù nhà họ Bạch và nhà họ Chu có lòng muốn giúp đỡ nhưng bây giờ lại ngại thực lực của mình cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà lai lịch của Thượng quan Vô Kỵ lại càng phức tạp hơn. Ông ta không chỉ đơn giản là sư thúc của Thượng quan Nghi mà còn có quan hệ sâu xa với cháu trai trưởng Vô Kỵ. Hoàng tộc Lý Đường cũng cực kỳ kiêng dè Thượng quan Vô Kỵ, thế nên lần này Bát Hiền Từ mới bảo hai người họ hợp sức dẫn người đến đây. Chỉ với tình thế hiện giờ của mấy người họ thì các gia tộc bình thường thậm chí còn không dám thở mạnh trước mặt hai người họ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là một người vai vế dưới trong thế tục, không có chỗ chống lưng ở ngoài lãnh thổ thế mà lại dám uy hiếp bọn họ. Quả đúng là tự rước nhục vào thân. Trong thế lực ở ngoài lãnh thổ của nhà họ Võ thì Thượng quan Uyển Nhi đã là đỉnh cao lắm rồi, bây giờ ngay cả Thượng quan Uyển Nhi cũng không bảo vệ được mình thì làm sao mà có khả năng bảo vệ Tiêu Chính Văn. So với những người lõi đời như họ, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, rất nhiều việc không đơn giản như bề ngoài, mối liên quan trong đó quá rộng,
các thế lực bị ảnh hưởng đến cực kỳ phức tạp. Tuyệt đối không phải chỉ dựa vào võ thuật là có thể giải quyết được. Thế nên Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ nghĩ những lời Tiêu Chính Văn vừa nói chỉ là không biết tự lượng sức mình, chỉ mấy nhân vật nhỏ bé sao có thể động được đến cây cổ thụ. Thế nên cho dù là mấy người Vu Khiêm hay các gia tộc lớn đang theo dõi chuyện này cũng không khỏi bật ra tràng cười, không hề xem lời nói Tiêu Chính Văn là gì. Dù sao thực lực chung của hai bên kém nhau quá mức cách biệt, hệt như một ngọn cỏ lại muốn đánh động vào cả ngọn núi tuyết. Vu tiền bối, những người vai vế nhỏ hơn như cậu ta còn cần Vu tiền bối tự tay đánh sao? Tôi sẵn sàng dạy cho cậu ta một bài học thay Vu tiền bối. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất thư sinh sải bước đi ra khỏi đám đông. Trước đó hắn vẫn luôn đứng ngoài quan sát, dù sao Thượng quan Uyển Nhi có tiếng hung hãn. Mặc dù mọi người đều là cảnh giới nhân hoàng cấp 5, nhưng suy cho cùng Thượng quan Uyển Nhi cũng là người từng cung phụng nữ đế, hắn nào dám ra tay dễ dàng như thế. Nhưng Tiêu Chính Văn thì lại khác, đừng thấy Tiêu Chính Văn cũng từng giết Khổng Hữu Đạo cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà lầm, ai cũng biết rõ Khổng Hữu Đạo đang bị thương nặng, không thể phát huy hết thực lực của cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Mà cảm giác Tiêu Chính Văn mang lại cũng chỉ đạt đến nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Ai cũng biết đạo lý phải biết lựa chọn thời cơ, muốn lộ diện ở trước mặt các nhân vật tầm cỡ ở Bát Hiền Từ, bây giờ chính là cơ hội hiếm có. Người này vừa nói thế thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Là Phạm Vô Quy của Đông Lâm Thư Huyền, người này trước na làm người luôn cay độc, e là hôm nay Tiêu Chính Văn gặp phải đối thủ rồi. Người này gian xảo âm hiểm, không chắc chắn sẽ không mạo hiểm ra tay. Tôi nghĩ Tiêu Chính Văn không chỉ không cứu được Thượng quan Uyển Nhi mà ngược lại còn nộp mạng mình luôn rồi. Không ít người biết đến Tiêu Chính Văn và Phạm Vô Quy đều nhận xét. Phạm Vô Quy cái tên vong ơn bội nghĩa ông, năm đó nếu không nhờ nhà họ Võ giúp đỡ thì ông đã bị Thường Ngộ Xuân đánh tan nát từ lâu rồi. Bây giờ ông không trả ơn thì thôi đi, còn hợp sức với Bát Hiền Từ đối đầu với nhà họ Võ tôi. Võ Anh Hào vừa nhìn đã nhận ra người này, lạnh lùng chất vấn. Hừ, chả hơn, người xưa thường nói người không vì mình trời chu đất diệt, nhà họ Võ các cậu cũng đã biết rất rõ khí phách của Đông Lâm Thư Huyền rồi đấy, nhưng ai bảo các cậu không biết tự trọng đồng ý cứu tôi. Nói thật nhé, giao tất cả bí mật trong ngôi mộ của nữ đế ra đây, hôm nay nhà họ Võ có thể bình yên, nếu không, không chỉ mộ của nữ đế bị san bằng mà ngay cả nhà họ Võ các cậu cũng sẽ không còn tồn tại. Phạm Vô Quy mặt dày chỉ trích ngược lại. Phạm Vô Quy, tôi khuyên ông nên ăn nói cẩn thận, nếu không đừng trách nhà họ Võ tôi vô tình, Võ Anh Hào nghiến răng tức giận nói. Ha ha, nghe thế Phạm Vô Quy ngửa mặt lên trời bật cười. Ngón tay chỉ vào Tiêu Chính Văn và những người ở Điện Thần Long nói, trở mặt vô tình. Chỉ với đám người họ sao? Xem ra nhà họ Võ đúng thật chỉ có một mình nữ đế mà thôi. Ngay cả đám người có địa vị thấp bé này mà cũng có thể trở thành chỗ chống lưng cho nhà họ Võ, đúng là buồn cười thật. Sao nào, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ nhà họ Khổng buông tay chịu trói không còn cách nào khác với đám người ở thế tục này sao? Nói thật cho cậu biết, Tiêu Chính Văn có thể sống đến ngày hôm nay chẳng qua là Bát Hiền Từ không quan tâm đến cậu ta mà thôi. Nếu không cậu ta đã bị lưỡi dao phanh thây từ lâu rồi. Mong Thế Tử Võ có thể cân nhắc kỹ càng đến những lời tôi vừa nói, nếu không đến lúc đó đừng trách bọn tôi trở mặt vô tình. Không chỉ Tiêu Chính Văn sẽ chết mà cả nhà họ Võ các cậu cũng sẽ chết cùng. Phạm Vô Quy hung tợn nhìn mấy người Võ Anh Hào, ánh mắt toát ra sát khí. Mấy người Long Ngao lạnh lùng nhìn Phạm Vô Quy, trong mắt mọi người ông ta chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Chẳng qua vì Tiêu Chính Văn nãy giờ chưa lên tiếng nên họ mới không cãi lại mấy người của Phạm Vô Quy. Nhìn thấy rồi chứ, không cần đến bọn tôi tự ra tay, đám người các cậu tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không mộ của nữ đế sẽ chính là mộ của các người đấy. Vu Khiêm cười mỉa nói. Ồ, mộ của nữ đế sẽ trở thành mộ của bọn tôi sao? Có thể trong mắt ông từ trước đến nay thế tục là đại danh từ yếu ớt, nhỏ bé. Nhưng ông đừng quên ngay cả Hiên Viên Hoàng đế cũng xuất thân từ thế tục. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu thiên tài cũng trưởng thành từ thế tục, hơn nữa vùng đất Hoa Quốc vô cùng diệu kỳ, sao ông có thể nhìn thấu hết được? Có lẽ trong mắt các ông người thế tục nhỏ bé như hạt cát, nhưng trong mắt thế tục các ông cũng chẳng bằng một hạt cát nữa kìa. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chỉ là nhân vật tầm thường mà cũng dám lớn lối, Phạm Vô Quy lạnh lùng nói.
sau đó giơ tay sờ vào thanh kiếm dài ở thắt lưng. Dường như ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết thảm dưới kiếm của mình, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn không chừng ông ta sẽ có cơ hội được gia nhập vào Bát Hiền Từ, dù chỉ là một đệ tử ghi danh cũng có thể lấy được lợi ích lớn. Cút! Ngay khi Phạm Vô Quy vung kiếm lên đánh về phía Tiêu Chính Văn, anh bỗng tức giận hét lên. Từ cút đó vang dội như sấm sét nổ tung, vang vọng hồi lâu trên bầu trời. Chỉ một chữ thôi đã khiến bầu trời như rung chuyển, một luồng sấm chớp như dao long đánh thẳng vào người Phạm Vô Quy. Đùng đùng đùng, một tia sấm chớp tiếp theo đánh xuống, Phạm Vô Quy lập tức biến thành bột. Cái gì? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chỉ một tiếng hét mà lại có thể giết chết một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Lúc này ngay cả Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ cũng sửng sốt chứ đừng nói những người khác. Vu Khiêm nhìn về phía đám đông với ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Mặc dù tiếng hét tức giận vừa rồi là của Tiêu Chính Văn, nhưng khí thế kinh thiên động địa đó chắc chắn không phải là thứ mà cảnh giới nhân hoàng cấp 5 nên có. Chắc chắn là có người đã ra tay cùng lúc với tiếng hét đầy tức giận của Tiêu Chính Văn, giết Phạm Vô Quy trước mặt mọi người. Là ai? Kẻ nào đã giết Phạm Vô Quy? Mong được tận mắt chỉ giáo, nói rồi Vu Khiêm chắp tay lại với đám đông. Tôi, Vu Khiêm vừa dứt lời, một ông lão có vẻ ngoài không bắt mắt lắm bước ra khỏi đám đông. Trông có vẻ ông lão này không khác mấy với người bình thường, thậm chí ánh mắt phẫn đục, mang đến cho người khác cảm giác không còn sống được bao lâu nữa. Xin hỏi ông là, Vu Khiêm trợn mắt ngoác mồm nhìn ông lão trước mặt này, nhưng dù nhìn thế nào đối phương cũng chỉ là một người bình thường, cả người từ trên xuống dưới không hề có khí tức của cao thủ. Có thể nói đối phương không phải là người trong giới võ thuật. Tôi chỉ là một người không tên không họ, nói ra sợ các người chưa từng nghe nói đến, còn những người vong ơn bội nghĩa như Phạm Vu Quy sống tạm bợ trên thế giới này cũng tốn không khí, chỉ bằng chết sớm một chút cũng tốt. Viên Thiên Canh híp mắt, không cảm xúc nói. Không hoảng không sợ, không xuất hiện khí tức, thế nhưng giơ tay lên có thể làm mây trời thay đổi, ông chắc chắn không phải người tầm thường. Vu Khiêm híp mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Canh. Không chỉ ông ta mà ngay cả các đệ tử của gia tộc đang chăm chăm vào mộ nữ đế cũng khiếp sợ đến ngây người. Phạm Vu Quy là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, dù không phải là sự tồn tại cao nhất ở ngoài lãnh thổ hiện giờ, nhưng tuyệt đối không phải là người mà ai cũng có thể giết được. Rốt cuộc ông lão này có lai lịch thế nào? Chỉ thoáng chốc mọi người đều đưa ra đủ kiểu suy đoán. Tôi nghĩ người này có lai lịch siêu phàm, có lẽ ngay cả Vu Khiêm cũng không có tư cách biết tên tuổi của người ta. Không hẳn chứ, theo tôi được biết, cao thủ của các gia tộc đều ở chiến trường ngoài vũ trụ, có ai rảnh rỗi quay về ngoài lãnh thổ đâu. Cũng chưa chắc. Có thể người này là tiếp ứng bên ngoài mà nhà họ Võ mời đến. Dù sao nhà họ Võ cũng là hoàng tộc, thế tục phức tạp, không chừng có cao thủ ngoài thế giới giúp đỡ. Không thể nào, nếu là người mà nhà họ Võ mời đến thì lúc nãy Thượng quan Uyển Nhi suýt nữa đã mất mạng, tại sao ông ta lại trơ mắt nhìn? Rồi lại đột nhiên ra tay vào lúc này, sao lại thế chứ? Mọi người anh một câu tôi một câu nhưng đều đang suy đoán thân phận của Viên Thiên Canh. Các vị không cần đoán nữa đâu, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, Viên Thiên Canh cười nhạo nói, sau đó sải bước đi về phía Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ. Nhớ bắt sống, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói với Viên Thiên Canh. Ừ, Viên Thiên Canh khẽ gật đầu vẫn từ tốn đi về phía đám người Vu Khiêm. Vẻ mặt bình tĩnh của ông ta đã chọc giận Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ. Hai người là cao thủ trong Bát Hiền. Còn có sức chiến đấu nhân hoàng cấp 7, đã là sự tồn tại cao nhất ở ngoài lãnh thổ, sao có thể để cho một ông già xem thường như vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng đối phương muốn bắt sống hai người họ, điều này còn mang tính sỉ nhục hơn cả giết họ nữa. Điều này đã không đơn giản là xem thường nữa rồi. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi mặc long bào đang quan sát tình hình bên này trong Tần Vương cung không khỏi sửng sốt. Người này thế mà lại biết đạo thuật. Lẽ nào ông ta là học trò của lão tử, người đàn ông trẻ tuổi nói. Sau khi lão tử rời khỏi hang Tây Xuất Hàm thì không còn tin tức gì nữa, mà trong các đệ tử của ông ta ngoài Vương Hử, đa số đều mai danh ẩn tích, đến nay đều là một thế lực cực kỳ bí ẩn. Thế tử, người này chắc chắn không phải là đệ tử của lão tử, trên người ông ta có một luồng thần quang bảo vệ,
rõ ràng ông ta đang cố ý giấu đi thân phận của mình. Theo tôi thấy, trong số những người ở đó chắc không chỉ có một người biết ông ta, thế nên ông ta mới che giấu thân phận để không bị người quen nhận ra. Ồ, nghe thế người đàn ông cau mày nhìn Viên Thiên Canh, được ông lão nhắc hắn mới nhận ra thần quang bảo vệ trên người Viên Thiên Canh. Cố ý che giấu. Vu Khiêm cười khẩy, sau đó giơ tay lên, khí tức nhân hoàng cấp 7 lập tức bao trùm xung quanh. Cùng lúc đó cả phương trời dường như nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta, một luồng sáng màu đen chiếu rọi xuống từ 9 tầng mây bảo vệ cơ thể Vu Khiêm. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện hai con giao long một trắng một đen lượn vòng trên đỉnh đầu Vu Khiêm, hai mắt giao nhau thi thoảng bắn ra luồng khí lạnh. Ngay cả phương trời này cũng trở nên u ám khi hai con giao long đó xuất hiện, từng luồng khí tức hung hãn lan tràn ra trong không khí. Lúc này trời đất như thế biến thành trận tu la, bầu không khí trầm lắng đến mức đáng sợ. Vu Khiêm như một vị chủ của đất trời này, dù là giơ tay lên thôi cũng có thể định đoạt sống chết của người khác. Nhưng Viên Thiên Canh lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn sải từng bước chân đến gần Vu Khiêm. Chỉ thấy Viên Thiên Canh giơ một ngón tay lên, một ngôi sao băng trên trời rơi xuống đập thẳng vào sau lưng Vu Khiêm. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại cực nhanh, chỉ trong tích tắc sao băng đó đã đập vào người, khi Vu Khiêm thấy sau lưng mình nóng rát thì sao băng đó đã gần ông ta trong gang tấc. Vu Khiêm né người sang bên trái theo bản năng, đồng thời nhảy ra xa cách đó mấy mét. Ngay khi ông ta vừa tránh được sao băng nhỏ đó, một luồng sấm chớp như dao long lại xuất hiện trên đỉnh đầu Vu Khiêm lần nữa. Đùng đoàng, tiếng sấm vang lên, Vu Khiêm hoảng sợ lăn lộn dưới đất tránh khỏi sấm chớp đó. Dù là thế cũng khiến Vu Khiêm hoảng sợ gần như hồn lìa khỏi xác. Đây chính là bản lĩnh tạo hóa như thần tiên, dễ dàng tạo ra sao băng, sấm chớp như vậy thì đâu phải là người mà đám người bình thường có thể sánh được. Rốt cuộc ông là ai? Vu Khiêm hoảng hồn vẫn chưa định thần lại, căng thẳng nhìn Viên Thiên Canh, khàn giọng gào lên. Người bình thường, Viên Thiên Canh chỉ lạnh nhạt nói, nhưng ngay sau đó Vu Khiêm bỗng hét lên thảm thiết, tiếp đó chỉ thấy vai trái của Vu Khiêm đã bị một cây gậy bằng băng dài 1 mét đâm xuyên qua. Máu chảy dọc theo cánh tay Vu Khiêm nhỏ tí tách xuống đất. Đúng là khác thường, thậm chí ngay cả Vu Khiêm cũng không biết cây gậy băng này xuất hiện bao giờ, đâm xuyên qua đầu vai ông ta từ lúc nào. Càng đáng sợ hơn là mọi thứ như thể xảy ra rất tự nhiên, dường như đất trời này vạn vật là đao kiếm đang lao về phía Vu Khiêm. Đúng lúc này, thượng quan Vô Kỵ giơ thanh kiếm dài trong tay lên, vầng sáng màu bạc chém vào trong không trung. Cả bầu trời lập tức bị ánh sáng màu bạc đó chiếu sáng như ban ngày, gương mặt mọi người đều lóe lên tia sáng màu trắng. Kiếm quang lặng thầm lao đến chỗ Viên Thiên Canh. Nhưng ngay khi thượng quan Vô Kỵ ra tay, một luồng gió bỗng xuất hiện phía sau ông ta. Vèo, là lưỡi gió, thượng quan Vô Kỵ cảm thấy ớn lạnh, mặc kệ Viên Thiên Canh vội vàng tránh sang một bên, nhưng ông ta vừa né được lưỡi gió đó thì một đạo hỏa tiễn xuất hiện trước mặt ông ta. A, thượng quan Vô Kỵ hoảng sợ hét lớn lên, vội vã quay đầu tránh ra. Nhưng đã muộn rồi, ngay khi ông ta vừa quay đầu đi, hỏa tiễn đó lướt ngang ra gò má ông ta. Phụt. Khuôn mặt thượng quan Vô Kỵ bị cắt một đường khá sâu. Chết tiệt, vừa ra đòn đã bị đối phương phản đòn một cách dễ dàng, thượng quan Vô Kỵ cực kỳ tức giận, nhưng ngay khi ông ta định vung kiếm chém về phía Viên Thiên Canh, đỉnh đầu ông ta bỗng tích tụ một đám mây đen rất nhỏ. Không ổn, đây là đạo thuật, không phải trận pháp, thượng quan Vô Kỵ kinh ngạc, hoảng sợ vội vàng lùi về sau vài mét nhìn Viên Thiên Canh. Ông là Viên Thiên Canh. Vu Khiêm bỗng nghĩ đến một cái tên khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Cái gì, ông ta vẫn còn sống ư? Lẽ nào Viên Thiên Canh chưa chết? 1000 năm trước người này đã biến mất không tung tích, sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Lúc này mọi người đều ớn lạnh, Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ cảm thấy da đầu mình tê dại. Không ổn, chạy mau, Thượng quan Vô Kỵ không kịp nói gì với Vu Khiêm đã quay đầu bỏ chạy. Viên Thiên Canh từng được mệnh danh là đạo thuật chí tôn. Đó chính là nhân vật siêu cấp giữa cao thủ cảnh giới nhân hoàng và đế cảnh. Suy cho cùng, tất cả trận pháp đều bắt nguồn từ đạo thuật, mặc dù Viên Thiên Canh không có nền tảng võ đạo, nhưng khả năng diễn hóa thiên cơ và suy diễn thiên cơ còn vượt xa cường giả cảnh đế cảnh. Điểm cùng cực của võ đạo chính là diễn hóa thiên đạo,
tương đương với việc bị một đám người tu luyện đạo thuật vượt qua. Vì vậy, loại người như Viên Thiên Canh tuy không có sức chiến đấu quá mạnh, nhưng lại có khả năng chiến đấu với cao thủ đế cảnh, nhất định là kẻ thù không đội trời chung với các cao thủ cảnh giới nhân hoàng như Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ. Ít nhất hiện tại, không có bất kỳ cao thủ cảnh giới nhân hoàng nào trong giới võ đạo dám khiêu chiến đạo thuật chí tôn. Mặc dù Thượng Quan Vô Kỵ phản lập tức phản ứng lại, hơn nữa còn quay người với tốc độ nhanh nhất, cố gắng thoát khỏi nơi này, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Ông ta còn chưa kịp chạy vài bước, mê trận hiện ra trước mặt, ngay cả một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 như Thượng Quan Vô Kỵ cũng mất phương hướng trong nháy mắt. Ông ta dường như đang đi qua nơi hỗn loạn vô tận, cho dù ông ta chạy trốn thế nào thì cũng không thể thấy tận cùng sương mù. Dường như đã hoàn toàn tiến vào chu kỳ sinh tử ngắn ngủi, cho đến khi Thượng Quan Vô Kỵ mệt lử đến mức mồ hôi nhễ nhại, cả người ngã quỵ xuống đất, sương mù mới dần tan biến. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ông ta liền toát mồ hôi lạnh. Thượng Quan Vô Kỵ tuyệt vọng nhìn Viên Thiên Canh đang ở gần trong gang tấc, há to miệng, nhưng không nói được lời nào. Tất cả những điều này thật quá kỳ lạ, rõ ràng là tốc độ của ông ta rất nhanh, nhưng chạy cả giờ vẫn quay lại chỗ cũ. Lúc này, Thượng Quan Vô Kỵ không còn sức để đứng dậy chứ đừng nói đến việc chống cự. Cả người như bị rút hết sức lực, ngồi quỵ xuống đất, ngoại trừ cầu xin Viên Thiên Canh tha thứ, ông ta không còn dũng khí để phản kháng nữa. Đi thôi, nói xong, Viên Thiên Canh vươn tay nhấc Thượng Quan Vô Kỵ khỏi mặt đất, tay còn lại nhấc Vu Khiên đã bầm dập, đi về phía Tiêu Chính Văn. Tiền bối Viêm, tôi biết sai rồi, xin tiền bối Viên giơ cao đánh khẽ. Tha cho tôi một mạng, Thượng Quan Vô Kỵ cầu xin một cách yếu ớt. Tha cho ông, cái đó còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của cậu Tiêu. Nói xong, Viên Thiên Canh bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cảm, ném Thượng Quan Vô Kỵ và Vu Khiêm xuống dưới chân Tiêu Chính Văn như ném con chó chết. Lúc này, khắp nơi im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Tiêu Chính Văn và Viên Thiên Canh, cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 không còn sức lực chống trả, cả hai đều bị bắt trong nháy mắt. Theo luật pháp Hoa Quốc, hai người họ đáng tội gì? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ, hỏi những người phía sau. Bẩm Long Vương, Vu Khiêm ngầm hãm hại thiên tử, đồng nghĩa với tội mưu phản. Thượng Quan Vô Kỵ xúi dục người khác, mạo phạm thiên tử, chính là tội khi quân, Long Hành bước lên, lớn tiếng đáp. Vậy thì để bọn họ xem thử kết cục của loạn thần tặc tử là thế nào, Tiêu Chính Văn lạnh lùng ra lệnh. Rõ, Long Hình nói xong, liền phất tay ra hiệu với thành viên Điện Thần Long. Vài thành viên Điện Thần Long sải bước đến trước mặt Thượng Quan Vô Kỵ và Vu Khiêm. Các người muốn làm gì? Thượng Quan Vô Kỵ sợ hãi nhìn đám người Long Hình, bất giác lùi lại phía sau. Làm gì à? Đương nhiên là dạy các người cách làm người. Long Hình nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho thành viên Điện Thần Long. Nói đến sức chiến đấu, đám người Long Hình đương nhiên không theo kịp Tiêu Chính Văn, cũng không bằng Viên Thiên Canh, nhưng nói đến sử dụng hình phạt, bọn họ chắc chắn là chuyên gia. Trong những năm qua, không biết bao nhiêu kẻ phạm tội phản quốc đã bị trừng trị. Long Hình, nhất định phải vạch trần tội ác của bọn họ trước mặt mọi người, để tránh mọi người nói chúng ta báo thù riêng, Tiêu Chính Văn dặn lại. Thuộc hạ đã rõ, Long Hình nói xong, nhìn Thượng Quan Vô Kỵ và Vu Khiêm với vẻ chế nhạo. Nhìn thấy Long Hình cầm con dao sắc bén trong tay, từng bước tiến về phía hai người bọn họ, Vu Khiêm vô cùng hoảng sợ. Tiền bối Viêm, chúng ta đều là người vùng ngoài lãnh thổ, lẽ nào ông lại trơ mắt nhìn lũ kiến trong giới thế tục ức hiếp người khác sao? Nghe tiếng gào thét của Vu Khiêm, Viên Thiên Canh không thèm liếc nhìn, ông ta chỉ đứng im ở đó. Hai tay phong ấn khí tức của hai người họ. Bị một tên tiểu bối trong giới thế tục xử tội như tội phạm, đây chính là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Bây giờ, Long Hình chỉ là một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 2, còn bọn họ thì sao? Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Tôi từng gặp rất nhiều người bán nước cầu vinh, nhưng các người không chỉ phản bội quân chủ của mình mà còn phản bội quốc gia, thậm chí còn mưu đồ tấn công thiên tử. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người như vậy. Tôi không hiểu quy tắc ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng không muốn hiểu, nhưng đã sinh ra là người thì phải hiểu hai chữ đạo nghĩa. Nữ đế hết lòng vì Hoa Quốc, vậy mà các ngươi lại dám đào mộ của bà ấy, đây chính là tội ác tày trời. Nói xong,
Long Hình đã tát mạnh vào mặt hai người bọn họ. Chát chát, tiếng tát giòn giã vang lên, mặt Vu Khiêm chuyển sang màu tím. Thượng quan Vô Kỵ trừng mắt nhìn Long Hình. Viên Thiên Canh, ông dám để một con kiếm sỉ nhục tôi, Bát Hiền Từ sẽ không tha cho ông đâu. Trong mắt hai người họ, Long Hình chỉ là một con kiến không hơn không kém. Nếu không phải khí tức bị kìm hãm thì Long Hình đừng nghĩ đến việc tiến đến gần bọn họ chứ chưa nói đến tát. Bộp, Long Hình không thèm nhiều lời với bọn họ, nâng tay tát mạnh vào mặt Vu Khiêm. Vu Khiêm còn chưa kịp hoàn hồn, con dao sắc bén trong tay Long Hình đã đâm vào giữa xương sườn của Vu Khiêm. A, cơn đau thấu xương ập tới, cả người Vu Khiêm run rẩy. Nếu không phải khí tức bị kìm hãm thì Long Hình sẽ không thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng Vu Khiêm hiện tại không khác gì người bình thường, nhìn thấy Long Hình khoét một lỗ sâu trên da thịt mình, Vu Khiêm vô cùng tức giận. Với thân phận của ông ta, sao ông ta có thể chịu đựng nổi việc bị Long Hình hành hình trước mặt mọi người? Viên Thiên Canh, ông, tôi phải sống chết với ông, phụt. Vu Khiêm còn chưa nói xong, Long Hình lại dùng dao đâm mạnh vào sườn Vu Khiêm, một thanh xương sườn bị Long Hình lôi ra. Theo luật pháp Hoa Quốc, tội phản quốc sẽ bị lột da rút gân. Dám làm phải dám chịu, lúc ông to gan phản bội thiên tử, chắc cũng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Mặc dù năm đó Chu Kỳ Trấn không thể đưa ông ta trước pháp luật, nhưng ông trời luôn công bằng. Long Hình nói xong lại chuyển sang nhìn Thượng quan Vô Kỵ. Ông ta sợ hãi đến mức mặt tái mét nhìn thấy Vu Khiêm bị rút xương, đau đến chết đi sống lại, nhìn Long Hình nói, tên nhãi. Nếu cậu dám động đến một ngón tay của tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Cái gì, khiến tôi chết không có chỗ chôn? Ông cho rằng đây là Bát Hiền Tử à? Các người là Bát Hiền gì chứ? Chưa nói đến Vu Khiêm, năm đó nữ đế đối xử ân cần với nhà họ Thượng quan các người thế nào, lẽ nào các người định lấy oán báo ơn sao? Nói đến đây, Long Hình đột nhiên cao giọng, quát lớn, các vị ở Đông Vực ở đây thử phán xét xem, thân là bề tôi, ai lại đi phá mộ của chủ tử chứ? Thậm chí còn lớn tiếng nói muốn giết hết người nhà của nữ đế. Loại người như ông ta đáng chém thành trăm mảnh. Nghe vậy, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Long Hình. Phải biết rằng, cả Khổng Môn, cũng chính là tất cả đệ tử của nhà họ Khổng, đều là loạn thần tặc tử mà Long Hình nói. Có ai không vì tiền mà phản quốc phản chủ chứ? Thừa tướng cũng vậy, thượng quan cũng thế, ngay cả Khấu Chuẩn, Trương Cư Chính cũng đều vinh hạnh vì điều này. Lời giáo huấn của Long Hình không chỉ là nói với Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ, mà còn là nói với cả nhà họ Khổng. Câu đó mắng chửi cả Khổng Khâu, tổ tông nhà họ Khổng. Ai phản đối thì bước ra đây, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn mọi người sợ hãi thu ánh mắt, cúi thấp đầu. Sau khi dứt lời, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Long Hình rồi khẽ gật đầu. Long Hình lập tức hiểu ngầm trong lòng, xách Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ lên, ấn bọn họ xuống trước tấm bia nữ đế đã bị sập. Quỳ xuống, Long Hình vừa nói vừa đá vào chân hai người họ. Giác! Rắc, hai tiếng xương gãy gân dứt liên tiếp vang lên, Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ đều quỳ gối trước tấm bia nữ đế. Theo pháp luật của Hoa Quốc, tội phản quốc trước tiên phải khấu đầu nhận tội. Vừa nói, Long Hình vừa chỉ tay vào tấm bia nữ đế. Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ nghiến chặt răng nhìn Long Hình chằm chằm. Thân là thành viên của Bát Hiền Từ, sao bọn họ có thể chịu khấu đầu quỳ lạy trước lăng mộ của nữ đế chứ? Láo xược! Ngay khi Long Hình vươn tay ấn đầu Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ, một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến. Người nhà họ Khổng vẫn luôn quan sát từ xa, trước đó bọn họ không lên tiếng là vì không biết rõ thân phận của Viên Thiên Canh. Mà lúc này, thân phận của Viên Thiên Canh đã được công khai, người nhà họ Khổng cũng không còn băn khoăn do dự nên mới lên tiếng ngăn cản. Suy cho cùng, Bát Hiền Từ là tay sai của nhà họ Khổng bọn họ. Ân oán giữa nhà họ Khổng và hoàng tộc mấy ngàn năm nay ai nấy đều biết, cái đầu của Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ mà lạy xuống thì thứ mất đi chính là mặt mũi của toàn bộ nhà họ Khổng bọn họ. Nếu không phục thì có thể đứng ra, cho dù là nhà họ Khổng hay đế vương các thì tôi cũng nhất định sẽ tiếp đến cùng, giọng nói của Viên Thiên Canh truyền khắp Đông Vực. Vị cao thủ của nhà họ Khổng đã lên tiếng trước đó cũng không ngờ rằng sau lần trở lại này, Viên Thiên Canh lại đứng về phía đối địch với nhà họ Khổng. Trước đó, mối quan hệ giữa Viên Thiên Canh và nhà họ Khổng cũng vô cùng tế nhị, tuy rằng giữa hai bên không có tình nghĩa thân thiết gì lắm nhưng cũng không phải là mối quan hệ thù địch,
vào thời điểm mấu chốt, Viên Thiên Canh vẫn sẽ nể mặt nhà họ Khổng. Nhưng lần này, thái độ của Viên Thiên Canh lại vô cùng cứng rắn, thậm chí còn thách thức cả nhà họ Khổng. Bây giờ, số người mà nhà họ Khổng có thể điều động ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ đã được coi là những người có sức chiến đấu hàng đầu trong số những người này rồi. Ngay cả hai người bọn họ khi đối đầu với Viên Thiên Canh cũng không thể xuất quá 10 chiêu thì sao nhà họ Khổng có đủ tự tin để thách đấu Viên Thiên Canh vào lúc này cơ chứ? Dường như không cam tâm bị mất mặt trước đám đông, vị cao thủ nhà họ Khổng lên tiếng trước đó đã chuyển đề tài câu chuyện về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, thế cục của vùng ngoài lãnh thổ phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tôi khuyên cậu đừng làm quá mọi chuyện lên, kẻo về sau sẽ hối hận không kịp. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, cuộc đời tôi chưa bao giờ làm những việc mà tôi phải hối hận. Nữ đế thân là thiên tử trước đây của Hoa Quốc, vậy thì nên được hưởng đãi ngộ giống như thiên tử bây giờ. Nhà họ Khổng các ông lại dám phái người đến đào mộ bà ấy, đây chính là đại nghịch bất đạo. Tiêu Chính Văn tôi không nể mặt nhà họ Khổng thì ông có thể làm gì chứ? Tiêu Chính Văn bước đến gần Vu Khiêm. Anh giơ chân giẫm vào đầu ông ta rồi ấn thẳng đầu ông ta xuống. Bịch, trán của Vu Khiêm đập mạnh xuống đất, khiến nền kim cương lõm thành một cái hố sâu. Khi Vu Khiêm ngẩng đầu lên lại, máu đã không ngừng chảy xuống dọc hai bên má. Tiêu Chính Văn, cậu dám, không chờ Vu Khiêm nói hết, Long Hình đã bước tới, ấn đầu Vu Khiêm và đập mạnh xuống mặt đất thêm lần nữa. Bịch, anh ta ấn đầu Vu Khiêm xuống liên tục không dưới 20 lần, đến nỗi đầu Vu Khiêm be bét máu, nhếch nhác vô cùng. Thượng quan Vô Kỵ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Đến khi ấn đủ 49 lần, Long Hình mới chuyển ánh mắt sang Thượng quan Vô Kỵ. Cậu muốn làm gì? Ông là một tên loạn thần tặc tử. Ngay khi lời nói của Long Hình vừa dứt, anh ta đã nắm lấy đầu của Thượng quan Vô Kỵ và đập mạnh xuống mặt đất. Ngay cả những người đứng xem từ xa cũng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt này. Hàng ngàn năm nay, ai dám tát vào mặt nhà họ Khổng trước công chúng chứ? Ép người của Bát Hiền từ dập đầu đến vỡ đầu chảy máu. Đây không chỉ là đòi lại công bằng cho nữ đế mà còn thách thức cả nhà họ Khổng. Quả nhiên, giọng nói lạnh như băng kia lại truyền đến, Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ cậu không sợ trở thành kẻ thù của cả nhà họ Khổng sao? Là do nhà họ Khổng các ông luôn thách thức sự giới hạn của Tiêu Chính Văn tôi. Tiêu Chính Văn nhìn xuống Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ. Lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát ra khắp đông vực, hiển nhiên là Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn kết thù với nhà họ Khổng. Chỉ có điều, bởi vì Viên Thiên Canh, nhà họ Khổng cuối cùng cũng chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Long Ngao cũng bước tới trước, túm lấy búi tóc của Vu Khiêm, rồi lại đập trán ông ta xuống đất. Lúc này, hai người Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ lần lượt đập đầu xuống sàn đá hoa cương, tiếng bịch bịch truyền xa vạn dặm. Mọi người có mặt đều không khỏi ngứa ran ra đầu. Với cách dập đầu này, cho dù Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ có là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7 cũng sẽ bị dập đầu đến chết trước tấm bia của nữ đế. Đối với cường giả có cảnh giới nhân hoàng mà nói, kiểu chết này quả thực là một sự sỉ nhục trắng trợn. Đừng để bọn họ chết dễ dàng như vậy, Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai người máu me đầy mặt, nhẹ giọng ra lệnh. Rõ. Long Hình và Long Ngao dùng trận pháp khóa khí tức của hai người bọn họ, đề phòng hai người bọn họ tự vẫn, sau đó căn chuẩn sức lực rồi ấn đầu hai người bọn họ xuống một lần nữa. Bịch, cùng với một âm thanh lớn vang lên, trán của Thượng quan Vô Kỵ bị dập tóe máu, nửa trán của Vu Khiêm cũng lộ ra một vết nứt sâu. Tiêu Chính Văn, thù hôm nay, tôi chờ, bịch. Vu Khiêm mới nói được nửa lời thì bị Long Hình đá gãy cổ. Đồ không bằng heo chó, còn dám cứng miệng. Long Hình kéo Vu Khiêm tới trước tấm bia của nữ đế như đang kéo một con chó chết, đến trước một tảng đá hình lăng trụ rồi đập trán ông ta lên đó. Bốp, lần này, Long Hình đã sử dụng 90% sức lực, đầu của Vu Khiêm vừa đập vào, nhãn cầu bên trái bay thẳng ra khỏi hốc mắt do quán tính, đau đến nỗi khiến Vu Khiêm hét thảm như heo bị chọc tiết. Nhìn thấy mọi thứ trước mắt, Võ Anh Hào cảm động đến rơm rớm nước mắt. Vì nữ đế... Cũng vì tôn nghiêm của nhà họ Võ mà Tiêu Chính Văn đã không ngần ngại lật mặt hoàn toàn với nhà họ Khổng, còn khiến thủ phạm phá hủy bia mộ của nữ đế phải chịu sự trừng trị thích đáng. Đối với nhà họ Võ mà nói, ơn này khác nào ơn tái tạo. Nếu mộ nữ đế thực sự bị phá hủy,
sau này nhà họ Võ làm sao có thể có được chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ. Mà nỗi nhục nhã của nữ đế sẽ trở thành nỗi đau muôn thuở của nhà họ Võ. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà tất cả những chuyện này đều có thể xoay chuyển, chí ít nhà họ Võ cũng giữ được tôn nghiêm, bảo vệ được phần một duy nhất của nữ đế. Mà lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn rơi vào một vị nho sĩ trung niên ở phía xa. Chu Hy, khi giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, vị nho sĩ trung niên kia cũng không khỏi giật mình. Thực ra, Chu Hy đã đến từ lâu rồi nhưng vẫn không lộ diện công khai mà chỉ ẩn mình vào đám đông. Ngay từ khi Lý Bạch ra tay, Chu Hy đã có một dự cảm không lành, ngay cả một người như Lý Bạch cũng ra mặt vì nữ đế, vậy Tiêu Chính Văn sẽ càng không thể ngồi xem mà không đếm xỉa. Kết quả đúng như ông ta dự đoán, Tiêu Chính Văn quả nhiên đã đến, hơn nữa còn dẫn theo tên biến thái cùng cực là Viên Thiên Canh. Nhìn thấy Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ bị đánh đến mức máu me be bét, trong lòng Chu Hy cũng nảy sinh ý rút lui, nhưng còn chưa kịp chạy thoát, ông ta đã bị Tiêu Chính Văn gọi lại. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Chính Văn, Chu Hy sợ tới nỗi run cầm cập. Nhưng Tiêu Chính Văn đâu cho phép ông ta ngọ nguậy phản kháng, một lực hút mạnh mẽ hút lấy cả người Chu Hy qua. Bốp, Tiêu Chính Văn túm cổ Chu Hy, ném thẳng đến trước bia một của nữ đế. Cú ngã lần này khiến hai mắt của Chu Hy nổi đom đóm, mồ hôi lạnh chảy dài trên má Chu Hy. Tôi nhớ rằng, cách đây không lâu, tôi đã từng cảnh cáo ông rồi, xem ra ông không thấy quan tài không đổ lệ. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa vung ngón tay. Một làn sóng khí cuồng bạo đột nhiên cuộn trào trong hư không. Phù, một luồng khí lực đánh mạnh vào người Chu Hy, trong phút chốc, Chu Hy hóa thành xương máu. Người của Bát Hiền Tử bị giết rồi. Toàn bộ đông vực hoàn toàn chấn động. Vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bay lên từ trong Bát Hiền Tử, lao thẳng lên bầu trời. Ai không phục đều có thể đánh, đôi mắt Tiêu Chính Văn cuồn cuộn ý chí chiến đấu, xem nhẹ tất cả. Viên Thiên Canh chậm rãi bước ra, đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nhìn về hướng Bát Hiền Tử. Khi hai ánh mắt va chạm kịch liệt trên không trung, cuối cùng, vị cao thủ cảnh giới đế cảnh kia của Bát Hiền Tử cũng thu lại khí thế. Ôi, Bát Hiền Tử vậy mà lại nhẫn nhịn. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhíu mày. Nhà họ Khổng nếu không phục có thể xông vào đánh bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ tiếp đến cùng. Giọng nói của Tiêu Chính Văn giống như một tiếng sét cắt ngang bầu trời, vang vọng trên khắp bầu trời đông vực. Anh Tiêu, tôi đại diện cho cả nhà họ Võ cảm ơn anh Tiêu đã ra tay giúp đỡ. Nhà họ Võ tôi chắc chắn sẽ không quên ơn của anh Tiêu. Nói rồi Võ Anh Hào chắp tay với Tiêu Chính Văn, nước mắt trực trào. Thượng Quan Uyển Nhi tay che vết thương cũng cúi người thật thấp với Tiêu Chính Văn. Lý Bạch bên cạnh cũng chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Còn Viên Thiên Canh thì ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn bia nữ đế, đôi mắt già nua hiện lên một màn sương mờ. Nữ đế là do ông ta một tay tạo ra, có thể nói cả cuộc đời nữ đế đều là kết quả do Viên Thiên Canh tự tay nghịch thiên đổi mệnh. Nhưng cuối cùng nữ đế cũng không thể thoát khỏi số phận của mình. Hoa quốc cũng không thể thay đổi quốc vận vốn có. Chỉ là cả đời nữ đế đã đấu tranh vì đất nước, đến khi chết tàn niệm kia vẫn bảo vệ đất nước. Nhìn bia nữ đế, Viên Thiên Canh không khỏi cảm thấy bi thương từ sâu trong lòng, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó phất tay áo, bia nữ đế vốn dĩ đã ngã lập tức khôi phục lại bộ dạng vốn có. Sau đó Viên Thiên Canh xoay người nói với Tiêu Chính Văn, cảm ơn cậu Tiêu đã cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm mình từng phạm phải năm đó khi tuổi đã về già. Cả đời nữ đế vì nước, mà cuối cùng tôi lại phụ lòng nữ đế truyền lại Giang Sơn cho Lý Phong Cơ mới dẫn đến Hoa Quốc loạn lạc, sinh linh lầm than, tôi cảm thấy hổ thẹn với nữ đế, càng hổ thẹn với hàng ngàn người dân. Nếu không ngờ cậu Tiêu, e là tôi sẽ ôm nỗi hổ thẹn này bước vào quan tài. Tiền bối Viên nói quá rồi, bất kể là ông hay là nữ đế đều một lòng vì người dân Hoa Quốc, vì quốc vận của Hoa Quốc, các ông không thẹn với lòng. Người hại Hoa Quốc, hại người dân thật sự chính là những người tự xưng có tri thức trong nhà họ Khổng kia. Đông Lâm Thự Uyển hay Tú Tài Cận Sĩ, trong lòng họ chỉ có lợi ích cá nhân, hoàn toàn không quan tâm gì đến sống chết của người dân mới khiến Hoa Quốc dễ dàng thay đổi người cai vị. Thậm chí vì hàng trăm nước lăm le xâm chiếm. Nhưng bây giờ mọi thứ đã là chuyện quá khứ rồi, công trạng của các vị đều được người dân Hoa Quốc công nhận. Từ xưa đạo lý luôn tồn tại trong lòng mỗi người chúng ta,
chứ không nằm trong tay những người ca tụng nịnh thần đó. Những lời của Tiêu Chính Văn khiến người nhà họ Võ rơi nước mắt, hàng ngàn năm nay thế gian chỉ tồn tại những lời lẽ sỉ nhục nữ đế, từ xưa đến nay chỉ có một mình Tiêu Chính Văn công nhận nữ đế. Nhưng Tiêu Chính Văn lại đại diện cho cả thế tục, đại diện cho thiên tử Hoa Quốc, càng đại diện cho tấm lòng của hàng trăm triệu người dân trong thế tục. Được Tiêu Chính Văn công nhận đồng nghĩa với việc đã lấy được lòng dân ở thế tục. Lịch sử cũng sẽ vì câu nói của Tiêu Chính Văn mà thay đổi hoàn toàn, tin chắc trong tương lai không xa thiên hạ sẽ lấy lại cho nữ đế một lời công bằng muộn màng. Tôi nghĩ bệ hạ ở dưới suối vàng sẽ biết, cũng sẽ cảm thấy được an ủi, Thượng quan Uyển Nhi nghẹn ngào nói. Thật ra người dân Hoa Quốc vẫn có không ít người khẳng định công lao của nữ đế, chỉ là bị đám người nhà họ Khổng quấy nhiễu thị giác. Nhưng trước đó tàn niệm của nữ đế xuất hiện không tiếc bị hồn bay phách tán cố chấp muốn bảo vệ cho Hoa Quốc an toàn, mọi người đều nhìn thấy hết thảy. Long Nguyệt ở bên cạnh nói. Viên Thiên Canh khẽ gật đầu cười khổ nói, tôi tự cho rằng đã tính được thiên cơ, nhưng chỉ duy nhất chưa tính đến là Hoa Quốc sau 1000 năm lại xuất hiện một người tài như cậu Tiêu. Chuyện hôm nay e là đã chọc giận nhà họ Khổng rồi, mặc dù cuối cùng cũng chút giận cho nữ đế. Nhưng cho dù là thế tục hay cá nhân cậu Tiêu cũng đã chọc giận nhà họ Khổng rồi. Mặc dù trận chiến này có vẻ rất thoải mái nhưng cũng chắc chắn sẽ bị nhà họ Khổng điên cuồng trả thù. Nghe ông ta nói thế Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười. Ngay từ khoảnh khắc có ý ra tay giúp đỡ, Tiêu Chính Văn đã lên kế hoạch hết mọi thứ phía sau rồi. Thật ra lần này bước vào vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn không chỉ vì bảo vệ mộ của nữ đế. Dù sao trận chiến lần này cũng đang vả vào mặt nhà họ Khổng, thế lực của nhà họ Khổng vô cùng phức tạp, đắc tội với nhà họ Khổng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả vùng ngoài lãnh thổ. Trận đại chiến với quy mô này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến thế tục, cách tốt nhất là chiếm một nơi ở ngoài lãnh thổ. Đồng thời thành viên của Điện Thần Long cũng cần có một nơi rộng lớn để luyện tập, ba long tôn lớn như Long Ngao đã không còn không gian phát triển ở thế tục nữa rồi. Thế nên ngoài lãnh thổ trở thành sự lựa chọn và mục tiêu duy nhất của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa bảo Viên Thiên Canh ra tay cũng chính là đang uy hiếp các thế lực ở ngoài lãnh thổ, suy cho cùng Điện Thần Long vừa mới đến ngoài lãnh thổ, căn cơ chưa ổn định, cần phải làm các thế lực kiêng dè một chút thì Điện Thần Long mới có thể lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ. Mà trận chiến hôm nay của Tiêu Chính Văn và Bát Hiền Từ không chỉ vả vào mặt nhà họ Khổng mà cũng đang trực diện khiêu chiến với tất cả gia tộc ở Đông Vực. Tiêu Chính Văn mạnh mẽ đánh giết vào ngoài lãnh thổ, đánh bại Bát Hiền Từ, hơn nữa tin tức chém chết Chu Hy rất nhanh đã truyền ra ngoài lãnh thổ. Mặc dù Tiêu Chính Văn không đuổi giết hết những người đi theo Vu Khiêm đến làm loạn mộ nữ đế, nhưng động tĩnh lần này quả thật quá lớn. Dường như mỗi lần Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ cũng gây ra một trận xáo động cực lớn, lần trước Tiêu Chính Văn đã ép buộc Thiên Đạo Minh Ước phải cúi đầu nhận tội với anh. Lần này là gây ra mối thù biển máu với nhà họ Khổng. Điều này cũng giống như một mình anh đang khiêu chiến với cả ngoài lãnh thổ. Anh Tiêu, có chuyện không hay rồi, tôi vừa nhận được tin tức, rất nhiều gia tộc đang âm thầm hợp lực với nhà họ Khổng chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt thế tục để cứu vãn thể diện. Bạch Ngọc Trinh cau mày, động tĩnh lần này quả thật quá lớn, không ít các gia tộc trước đó chưa hề đối đầu với Tiêu Chính Văn, bây giờ cũng bắt đầu xem Tiêu Chính Văn như kẻ thù. Điều này tuyệt đối không phải là chuyện tốt với Tiêu Chính Văn lẫn Hoa Quốc ở thế tục. Tiêu diệt thế tục, e là chúng sẽ không có thời gian rảnh đâu, ngoài lãnh thổ sông núi hữu tính, lần này đến ngoài lãnh thổ tôi vẫn chưa định quay về. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn ngọn núi lớn bao phủ trong làn sương mờ, linh khí ở nơi đó rất dồi dào, hơn nữa vị trí đắc địa, lại nằm ở giải đất trung tâm của Đông Vực. Thấy thế Bạch Ngọc Trinh ngạc nhiên nói, anh Tiêu. Ý anh là muốn ở lại vùng ngoài lãnh thổ ư? Dĩ nhiên rồi, có qua mà không có lại thì không lịch sự, nếu vùng ngoài lãnh thổ đã chủ động khiêu khích thì thế tục dĩ nhiên không thể để ngoài lãnh thổ thất vọng, nếu chúng không muốn buông tay thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ đáp lễ đến cùng. Thay vì để chúng phá hoại sinh thái ở thế tục thì chi bằng chủ động ra tay quyết đấu cao thấp với chúng ở ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn cực kỳ kiên định nói. Từ sau khi linh khí hồi phục đến nay, các thế tục ở ngoài lãnh thổ lại khiêu khích thế tục lần nữa, làm loạn đến mức thế tục chẳng được yên. Thay vì cứ bị động bị đòn chi bằng chủ động tấn công, tạo ra một phương trời ở ngoài lãnh thổ. Chỉ có khiến các gia tộc ở ngoài lãnh thổ sợ thì chúng mới không dám láo xược thế nữa.
Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn tiến một bước trong không trung nói với mấy người long hình bên dưới, từ hôm nay Điện Thần Long sẽ vào vùng ngoài lãnh thổ. Ba long tôn đều phải chuyển đến Đông Vực, từ hôm nay phải cho các thế lực ở ngoài lãnh thổ tuân thủ quy tắc của thế tục vô điều kiện, tôn trọng thế tục của chúng ta. Tiêu Chính Văn nói thế khiến mấy người võ anh hào đều ngạc nhiên. Trước khi đi Tiêu Chính Văn không hề nói mục đích chính trong chuyến đi này của anh. Đến khi Tiêu Chính Văn nói mấy lời này, võ anh hào mới biết tại sao lần này Tiêu Chính Văn lại dẫn theo mấy trăm cao thủ Điện Thần Long cùng đến ngoài lãnh thổ. Suy nghĩ này của Tiêu Chính Văn phải gọi là lớn gan. Nghĩ lại thì mấy ngàn năm nay các thế lực ngoài lãnh thổ đã có sự phân chia thế lực của riêng mình, sự xuất hiện của Điện Thần Long chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng thế lực đã hình thành mấy ngàn năm nay. Hơn nữa lần này Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ khác với các thế lực đã chuyển đến ngoài lãnh thổ trước đó. Trước đó mặc dù cũng có không ít thế lực ở thế tục lập ra đạo trường ở ngoài lãnh thổ, nhưng đó đều hòa nhập với ngoài lãnh thổ bằng phương pháp hòa bình, chẳng hạn như Nam Đại Danh Sơn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại dùng vũ lực để khiêu chiến với các thế lực trước, ép buộc phân chia địa bàn, sau đó mới chuyển vào ngoài lãnh thổ, điều này đã khác hẳn về bản chất với các thế lực trước đó. Ngay cả Viên Thiên Canh cũng ngơ ngác chứ đừng nói gì đến Võ Anh Hào và Thượng Quan Uyển Nhi. Cậu Tiêu, cậu nói thật à, ông Quý không khỏi nhíu mày hỏi. Sao thế, có gì không ổn ư? Lẽ nào thế tục chúng ta chỉ có thể để mặc cho chúng liên tục khiêu khích, không thể đánh trả? Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Không, cậu Tiêu à, ý tôi muốn nói là hoàn cảnh ngoài lãnh thổ phức tạp, có nên chuẩn bị trước hay không, sau đó, chuẩn bị. Đứng trước luật rừng cá lớn nuốt cá bé thì không cần chuẩn bị, thực lực là sự chuẩn bị tốt nhất, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Nghe anh nói thế, mấy người long hình cũng chấn động. Thật ra rất lâu trước đó, họ vẫn luôn nghẹn một bụng tức giận, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trút giận, dù là chết trận họ cũng sẵn sàng đi theo Tiêu Chính Văn chinh chiến với các thế lực ở ngoài lãnh thổ. Giống như năm đó họ đi theo Tiêu Chính Văn chống lại kẻ thù bên ngoài ở Bắc Lương. Anh Tiêu, ngọn núi anh chọn mặc dù có vị trí địa lý đắc địa nhưng tốt nhất vẫn nên chọn nơi khác. Bạch Ngọc Trinh nhìn Tiêu Chính Văn, cũng chú ý đến ngọn núi cao được bao phủ quanh bởi sương mờ. Ồ, tại sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Nơi đó không chỉ được nhà họ Khổng nhắm đến, ngay cả đế vương các cũng muốn vào đó, nhưng hai bên vẫn luôn cố chấp không buông, thế nên đến giờ cũng không có gia tộc và tông môn nào dám chuyển vào ngọn núi này. Nếu Điện Thần Long vội vàng chuyển vào, e là sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, Bạch Ngọc Trinh kiên nhẫn khuyên can. Ngọn núi mà Tiêu Chính Văn nhìn chúng cũng đã nổi tiếng bên ngoài lãnh thổ từ lâu, nó được gọi là Đế Khư. Nghe nói năm đó, Đế Cốc đã trở thành một vị thánh ở đây, hơn nữa Đế Cốc còn là người duy nhất có thể được gọi là thần vương sau Đế Tuấn. Vì vậy, Đế Khư cũng là mục tiêu mà các thế lực lớn ở Đông Vực tranh giành. Bất cứ thế lực nào tiến vào Đế Khư, có nghĩa là thế lực này có một vị trí không thể lay chuyển ở Đông Vực. Tôi cho rằng nếu muốn gây chiến với các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ thì trước tiên chúng ta nên chiếm ưu thế trước, cho dù bốn phương đều là địch, chúng ta cũng không thể tỏ ra yếu thế. Long Nguyệt kiên định nói. Đúng vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải trở mặt, không cần phải làm thân với bọn họ, Long Ngao cũng lớn tiếng nói. Long Hình chắp tay. Nói với Tiêu Chính Văn, cho dù thịt nát xương tan, thuộc hạ cũng bằng lòng đi theo Long Vương, chinh chiến tứ phương. Sau khi ba Long Tôn dứt lời, hàng trăm thành viên Điện Thần Long bên dưới cũng đồng thanh hô lớn, nguyện ý đi theo vua Bắc Lương mở rộng lãnh thổ. Bỗng chốc, mọi người trong Điện Thần Long trở nên phấn chấn, tiếng hô vang dội. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó nói với Viên Thiên Canh, tiền bối Viên. Điện Thần Long chúng tôi vừa tạo dựng được chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ, nên tôi muốn mời ông gia nhập Điện Thần Long, không biết tiền bối Viên thấy thế nào. Viên Thiên Canh là đạo thuật chi tôn một thời, nếu ông ta gia nhập Điện Thần Long thì chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Ít nhất cho đến khi cao thủ của các thế lực trở về, sẽ không có ai dám khinh thường Điện Thần Long. Cậu Tiêu, thực ra khi tôi theo cậu về vùng ngoài lãnh thổ, tôi đã nghe theo lời cậu rồi. Cho dù Điện Thần Long muốn tiến vào Đông Vực hay chinh chiến tứ phương thì Viên Thiên Canh tôi cũng sẵn sàng dốc hết toàn lực. Viên Thiên Canh nói vô cùng chắc chắn. Ông ta vừa dứt lời, ngay cả nhà họ Võ và Bạch Ngọc đều vô cùng kinh ngạc. Có sự tham gia của Viên Thiên Canh,
Điện Thần Long đã có đủ sức mạnh để cạnh tranh với Bát Hiền Từ. Hơn nữa, so với Bát Hiền Từ, sức ảnh hưởng của Viên Thiên Canh không hề thấp. Có một vị cao thủ như vậy tham gia, e rằng ngay cả nhà họ Khổng cũng phải nhìn Điện Thần Long bằng con mắt khác. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Thượng quan Uyển Nhi đã bước lên, cúi đầu chào Tiêu Chính Văn, nói: "Anh Tiêu, nếu anh không chê, tôi cũng bằng lòng gia nhập Điện Thần Long, chỉ là không biết liệu anh Tiêu có bằng lòng thu nhận hay không." "Cái gì?" Võ Anh Hào quay sang nhìn Thượng quan Uyển Nhi, mặc dù cô ta không phải họ Võ, nhưng nhà họ Võ luôn coi cô ta như người nhà. Hơn nữa, trong tay Thượng quan Uyển Nhi còn nắm giữ Ngự Lâm Vệ từ thời nữ đế, việc Thượng quan Uyển Nhi rời khỏi nhà họ Võ, vô hình chung, cũng là một đòn giáng mạnh vào nhà họ Võ. Việc này, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, anh đương nhiên hoan nghênh Thượng quan Uyển Nhi gia nhập, dù sao thực lực của cô ta cũng không dễ coi thường. Nhưng dù sao cô ta cũng là người nhà họ Võ, cho nên Tiêu Chính Văn vẫn hơi băn khoăn. "Anh Tiêu, mặc dù Thượng quan luôn là người nhà họ Võ chúng tôi, nhưng chỉ cần cô ấy bằng lòng thì cho dù cô ấy đứng về thế lực nào, nhà họ Võ chúng tôi cũng không có quyền can thiệp. Dù sao lão tổ cũng không còn nữa, cô ấy đã được tự do." Võ Anh Hào biết rõ, cho dù cưỡng ép Thượng quan Uyển Nhi ở lại nhà họ Võ thì trái tim cô ta cũng không còn theo nhà họ Võ nữa, chỉ bằng thuận lòng để Thượng quan Uyển Nhi theo Tiêu Chính Văn. "Được rồi, nếu đã vậy thì Điện Thần Long hoan nghênh tiền bối Thượng quan gia nhập." Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu. Viên Thiên Canh quay đầu lại, nhìn thoáng qua vết thương của Thượng quan Uyển Nhi, hơi nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó, sau đó chỉ vào cánh tay gãy của Thượng quan Uyển Nhi. Hồi phục, chỉ thấy cánh tay bị gãy đã liền lại, vết thương trước đó cũng biến mất. Thượng quan Uyển Nhi vô cùng biết ơn Viên Thiên Canh, Viên Thiên Canh chỉ khẽ xua tay, dùng đạo thuật chi tôn để chữa bệnh thì vô cùng dễ dàng. Sau khi đạt đến cấp bậc giống Gia Cát Khổng Minh, thậm chí còn có thể cứu người đã chết. Nhưng đáng tiếc, đến thời đại của Viên Thiên Canh, có rất nhiều đạo thuật thời cổ đã bị thất truyền, ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không có ai kế thừa đạo thuật này. Vì vậy, Viên Thiên Canh nhiều nhất cũng chỉ có thể chữa khỏi vết thương cho Thượng quan Uyển Nhi, chứ không thể khiến những chiến binh áo giáp vàng kia sống lại. Bạch Ngọc Trinh liếc nhìn Thượng quan Uyển Nhi và Viên Thiên Canh, trầm ngâm nói: "Anh Tiêu, có thêm tiền bối Viên và tiền bối Thượng quan gia nhập, anh hoàn toàn có thể khai sơn lập phái ở vùng ngoài lãnh thổ rồi. Có Ngự Lâm Vệ của tiền bối Thượng quan, cùng đạo thuật khéo léo của tiền bối Viên, thực lực đã có thể vượt xa những thế gia và tông môn bình thường. Tôi tin chỉ cần mở rộng cánh cửa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới gia nhập." Lời này của cô ta không hề có ý nịnh nọt, như Tiêu Chính Văn đã nói, vùng ngoài lãnh thổ tuân theo luật rừng. Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà không muốn gia nhập một tông môn hùng mạnh? Chỉ cần thực lực của tông môn đủ mạnh, thì bản thân sẽ có thể sống lâu hơn, đi xa hơn, đây là đạo lý hiển nhiên. Mà Tiêu Chính Văn cũng không thể dựa vào trăm người trong Điện Thần Long để chinh chiến ở vùng ngoài lãnh thổ. Vùng ngoài lãnh thổ quá rộng lớn, thực lực hiện tại của Tiêu Chính Văn cũng chỉ ở cấp bậc cao thủ, có tư cách cạnh tranh với các thế lực lớn. Nhưng thế lực lại không bằng một tông môn nhỏ. Thế lực đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều trường hợp. Dù là tông môn hay thế gia, muốn lớn mạnh thì trước hết phải có đủ đệ tử. Người đông không chỉ thể hiện thế lực lớn mạnh, mà còn thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ông cụ Quý nghe xong, nhíu mày nói: "Cô Bạch, không phải tôi cố ý coi thường, nhưng hiện tại, Điện Thần Long cũng chỉ là một thế lực mới ở vùng ngoài lãnh thổ. Việc khai sơn lập phái vô cùng khó khăn. Trước mắt, trong Điện Thần Long, ngoại trừ tiền bối Viên và tiền bối Thượng quan, cũng chỉ có cậu Tiêu là cao thủ. Từ lực chiến mà nói, Điện Thần Long vô cùng nhỏ bé. Có vẻ như còn quá sớm để khai sơn lập phái. Điều mà ông cụ Quý lo lắng là một khi Tiêu Chính Văn lập ra môn phái mới, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ phái đệ tử đến, âm thầm gia nhập Điện Thần Long, đến lúc đó Tiêu Chính Văn sẽ không còn bí mật nào nữa. Vốn liếng lớn nhất của Tiêu Chính Văn lúc này chính là sự bí ẩn của anh. Đến bây giờ, ngay cả ông cụ Quý cũng không đoán được vì sao Tiêu Chính Văn lại tiến bộ nhanh đến vậy. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến các thế lực đều sợ Tiêu Chính Văn. Thực ra tôi lại nghĩ, lần này Long Vương dẫn chúng tôi tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, không chỉ đơn giản là muốn khai tông lập phái ở đây, giống như khi Long Vương dẫn chúng tôi chinh chiến Bắc Lương. Sau khi chiến được cứ điểm cao nhất, liền tỏa ra tứ phía,
cho đến khi đánh bại được kẻ thù mạnh nhất phương Bắc mới thôi. Long Nguyệt nói với vẻ kiên định. Đối với một người lính, cách để có được hòa bình rất đơn giản, đó là chỉ cần chinh phục mà thôi. Cũng giống như Hoa Quốc ngày nay, thử hỏi xem cả giới thế tục có ai dám không phục. Chính vì sự trỗi dậy của Hoa Quốc, đứng trên đỉnh thế giới lần nữa, cả thế giới đã thực sự mở ra một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Xã hội cộng chủ xuất hiện, cho nên bất luận là nước lớn hay nước nhỏ, cũng không dám tùy ý gây chiến. Tranh chấp giữa các quốc gia cũng do Hoa Quốc quyết định, đây cũng là chuyện tốt đối với người dân giới thế tục. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, Long Nguyệt nói đúng, đế khư chỉ là một cứ điểm. Cuối cùng, cả Đông Vực, thậm chí là ba khu vực khác đều sẽ trở thành lãnh địa của Hoa Quốc. Khắp gầm trời đâu chẳng là đất của vua, khắp nơi trong nước ai chẳng là bề tôi của vua, chinh phục toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Lời này của Tiêu Chính Văn lại khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Thủy Hoàng Đế thống nhất lục hợp cũng không dám có ý tưởng táo bạo như vậy. Không phải vì Thủy Hoàng Đế chưa từng đến vùng ngoài lãnh thổ, mà là sau khi quét sạch lục hợp, ông ta đã đích thân đến vùng ngoài lãnh thổ để quan sát dưới sự tháp thùng của Vương Tiễn. Nhưng ngay cả Thủy Hoàng Đế cũng phải thở dài khi nhìn thấy lãnh địa rộng lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù có thêm 300 năm nữa thì ông ta cũng không thể thống nhất vùng ngoài lãnh thổ. Anh Tiêu, chinh phục cả vùng ngoài lãnh thổ không hề dễ đâu. Năm đó, ngay cả Thủy Hoàng Đế cũng phải thở dài vô số lần, vùng ngoài lãnh thổ không phải là vùng đất dễ chinh phục, Bạch Ngọc Trinh lo lắng nói. Không thể chinh phục, Tiêu Chính Văn cười nhạt, bình tĩnh nói, một là đầu hàng, hai là chết. Cho dù là ở vùng ngoài lãnh thổ hay trong giới thế tục thì đều không có sự lựa chọn thứ ba. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Khi Tiêu Chính Văn nói ra những lời này, tất cả mọi người trong Điện Thần Long đều bỗng cảm thấy sục sôi nhiệt huyết. Ngay cả trong đôi mắt đục ngầu của Viên Thiên Canh cũng lóe lên một tia sáng. Trong những năm qua, vùng ngoài lãnh thổ chưa từng có một vị vua nào có tài mưu lược kiệt xuất, khí thế ngút trời như Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ là thống soái một phương, nhưng trong mắt Viên Thiên Canh, anh chính là vị vua của mình. Nó càng khiến ông ta có cảm xúc cuộn trào mạnh mẽ như khi còn cống hiến cho Đường Thái Tông năm đó. Hoặc là đầu hàng hoặc là chết, không có sự lựa chọn thứ ba. Những lời này nói ra thì có vẻ đơn giản nhưng lại ngang ngược và cuồng bạo làm sao. Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ vừa mới đến vùng ngoài lãnh thổ, con đường phía trước vẫn còn rất gập ghềnh và nhiều điều chưa biết, nhưng người có thể có được sự bá đạo và ngông nghênh như vậy, sao có thể bỏ qua được. Vậy, Thiên Đạo Minh ước thì sao? Bạch Ngọc Trinh vô thức hỏi. Thiên Đạo Minh đã chiếm giữ ở vùng ngoài lãnh thổ hơn vạn năm, thậm chí ngay cả những lão quái vật đã đến vùng ngoài lãnh thổ từ thời Thiên Tần kia, không ai biết Thiên Đạo Minh ước ra đời tháng nào năm nào. Không có ngoại lệ, Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Không có ngoại lệ, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Ngọc Trinh không ngừng lấp lánh, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn trước mặt, loại uy phong này, loại bá khí này. Tư thế oai hùng này, chẳng phải là Bạch Mã Hoàng tử mà cô ấy hằng mong ước sao? Bất luận Tiêu Chính Văn có thể đi đến cuối cùng hay không, nhưng chỉ ít Tiêu Chính Văn dám suy nghĩ về tương lai và sẽ tự tay biến nó thành hiện thực. Chỉ với khí chất võ dụng này, đã là thứ mà những con em thế gia kia chỉ nhìn thấy nhưng không với tới được. Thậm chí ngay cả anh trai cô ấy là Bạch Thiên Kiệt cũng còn lâu mới có được khí thế và ý chí ngút trời này của Tiêu Chính Văn. Ngay cả cụ tổ Bạch Khởi của nhà họ Bạch cũng chỉ là muốn chiến đấu khắp bốn phương vì Tần Vương, chứ chưa từng nghĩ đến việc thống nhất vùng ngoài lãnh thổ. Từng lời nói và hành động của Tiêu Chính Văn có sự tương phản rõ rệt so với những người được gọi là nhân vật lớn kia mà Bạch Ngọc Trinh đã gặp trước đây. Có thể đi theo một người đàn ông như vậy, cho dù cuối cùng bản thân có thịt nát xương tan cũng có sao. Anh Tiêu, khí phách của anh thật sự khiến tôi bái phục, có điều... Chỉ dựa vào Viên Thiên Canh tiền bối và Thượng Quan tiền bối thì sức lực vẫn hơi yếu, từ xưa đến nay, Đông Vực cũng có không ít người tự mình tu luyện. Vừa nói, ánh mắt của Bạch Ngọc Trinh chuyển sang Lý Bạch bên cạnh. Lý Bạch chính là một trong những người tự mình tu luyện, lúc đầu khi còn ở giới thế tục, Lý Bạch đã không gia tộc không môn phái, tự lập nên gia tộc của riêng mình. Sau khi đến vùng ngoài lãnh thổ, ông ta lại càng ghét bỏ những thế gia ức hiếp người lương thiện kia, dứt khoát tự mình ngao du bốn biển. Không muốn kết giao với bất kỳ thế gia nào. Những người như ông ta, ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều. Mà những người này,
thường là kiểu người chính trực, ngang ngược ngạo mạn, không theo ai. Đó chính là đối tượng tốt nhất mà Tiêu Chính Văn có thể lôi kéo vào thu nhận. Mà thực lực của bản thân Tiêu Chính Văn, mặc dù có thể nói là thâm sâu khó đoán, Viên Thiên Canh cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu với cao thủ đế cảnh, nhưng đám người Long Nguyệt lại đều đang ở giai đoạn sơ cấp của nhân hoàng cấp 2. Nói cách khác, Điện Thần Long thiếu một lực lượng trung kiên thực thụ. Những cao thủ nhân hoàng cấp 3 đến nhân hoàng cấp 5 hầu như không có. Nếu một người như Lý Bạch có thể gia nhập Điện Thần Long, vô hình chung sẽ bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân tài của Điện Thần Long, cũng có thể cho đám người Long Nguyệt đủ thời gian để phát triển. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy cũng chuyển ánh mắt về phía Lý Bạch nói, không biết Kiếm Tiên có muốn đứng cùng chiến tuyến với Tiêu Chính Văn không? Lý Bạch không ngờ Tiêu Chính Văn lại chủ động mời mình, nhất thời vừa vui mừng vừa lo sợ, sững sờ một lúc lâu mới cúi người cung kính trước mặt Tiêu Chính Văn nói, Lý Bạch tôi bằng lòng làm trâu ngựa cho cậu Tiêu. Ông Lý, quá khách khí rồi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa đỡ Lý Bạch dậy bằng cả hai tay, nói lời thành khẩn, ông Lý, ông cũng thấy tình hình bây giờ của Điện Thần Long rồi đấy, mặc dù nói rằng bọn họ sau này tiền đồ vô hạn, nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ vào Long Ngao và mấy trăm thành viên của Điện Thần Long, cau mày nói. Cậu Tiêu, chuyện này rất dễ xử lý, tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, hơn nữa ai nấy đều có thực lực phi thường, đương nhiên, bọn họ căn bản không thể so sánh được với cậu Tiêu, nhưng chí ít cũng đều có cảnh giới nhân hoàng cấp 4 cấp 5. Ai cũng có thể trở thành trụ cột vững vàng của Điện Thần Long bây giờ. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu, nói, ồ. Theo như ông nói thì trong lòng ông Lý đã có những ứng cử viên thích hợp rồi. Không dám nói là thích hợp. Người này tên là Lục Tiêu Giao, thực lực nhân hoàng cấp 5, hơn 100 năm trước cũng đã từng đại chiến với Tư Mã Quang của Bát Hiền Từ hơn 300 trận, bất phân thắng bại. Về sau, vì đệ tử duy nhất của mình, người này bị Phong Nguyệt Các mưu đồ giết hại, ông ấy một mình một kiếm giết sạch toàn bộ Phong Nguyệt Các, tiếng ác truyền xa trong phút chốc. Ngoài ra còn có một vị là Hứa Thương Long, đã từng được nhà họ Khổng tuyển chọn. Nhưng vì khinh miệt những hành vi đê hèn của con em nhà họ Khổng nên đã từ chối trước mặt nhà họ Khổng. Hơn nữa, vì điều này mà kết oán với nhà họ Khổng, bị nhà họ Khổng truy giết nhiều lần, nhưng cho đến nay, những cao thủ mà nhà họ Khổng phái đi đều không thể làm người này bị thương. Nếu có thể chiêu mộ hai người bọn họ, đối với Điện Thần Long mà nói chính là tương đương với việc có được tứ xả bát trụ. Với tiếng ác của bọn họ, những thế gia bình thường căn bản không dám nhòm ngó Điện Thần Long. Lý Bạch nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ồ, Hứa Thương Long đang ở cảnh giới nào vậy? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ hứng thú. Người này trước kia đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 6 rồi, bây giờ đã hơn 100 năm trôi qua, nếu không phải nhân hoàng cấp 7 thì cũng tầm tầm đó. Hơn nữa, nghe nói người này còn chưa đầy 500 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, có thể gọi là tư chất hơn người. Khắp vùng ngoài lãnh thổ này, người tự tu luyện dưới 500 tuổi mà có thể đạt đến nhân hoàng cấp 7 gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, những người này, xét về tài nguyên, bọn họ căn bản không thể so sánh được với đám người Vu Khiêm. Tuy rằng Vu Khiêm cũng chưa đầy 500 tuổi nhưng sau lưng ông ta còn có nhà họ Khổng hùng mạnh hỗ trợ, các loại tài nguyên chính là thứ mà người tự tu hành vĩnh viễn theo không kịp. Càng không nói đến đủ loại trận pháp, cộng với thời điểm đột phá cảnh giới. Còn có một số lượng lớn cao thủ hộ pháp. Ồ, theo như ông nói thì người này quả thực không đơn giản. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Nếu không có Thiên Sơn Thư Lục, e rằng bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn quanh quẩn ở ngoài cảnh giới thiên thần chứ đừng nói là bước chân vào cảnh giới nhân hoàng. Nhưng trên thế giới còn có mấy bộ Thiên Sơn Thư Lục chứ? Ngoài ra còn có một người tự tu luyện cực giỏi, nghe nói người này là hậu duệ của Trần Khánh Chi, tên là Trần Huy Tổ. Nghe nói năm đó đã từng đại chiến một ngày một đêm với Khổng Tề Thiên, cuối cùng đã thắng Khổng Tề Thiên nửa chiêu. Lần đó, nếu không phải có các cao thủ nhà họ Khổng ở đó, cứu Khổng Tề Thiên một mạng, e rằng Khổng Tề Thiên đã chết từ lâu rồi. Khổng Tề Thiên đã trải qua 5 lần luân hồi, lại có cao thủ vùng ngoài vũ trụ chỉ dẫn, mặc dù cảnh giới không cao nhưng thủ đoạn tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh được. Với cảnh giới nhân vương đã có thể giết chết cao thủ cảnh giới nhân hoàng trong nháy mắt. Đủ để cho thấy thực lực ông ta cao thế nào. Mà Trần Huy Tổ lại có thể đánh thắng Khổng Tề Thiên nửa chiêu, điều này đủ để cho thấy tư chất của Trần Huy Tổ hoàn toàn có thể gọi là xưng hùng một cõi.
Ý của ông là ngay cả Khổng Tề Thiên cũng không bằng người này, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Nói đúng ra thì Khổng Tề Thiên chỉ là bại tướng dưới tay người này, sau trận chiến đó, Khổng Tề Thiên không còn dám bước về phía Tây nửa bước, từ đó đến giờ, cũng vô cùng khiếp sợ người này. Có thể thấy rằng lúc đó, các cao thủ của nhà họ Khổng chắc chắn đã âm thầm ra tay giúp đỡ, cho dù như vậy thì Khổng Tề Thiên cũng thua cuộc. Lý Bạch có vẻ đăm chiêu, nói. Nếu Khổng Tề Thiên chỉ thua đối phương nửa chiêu thì sau đó ông ta không thể sợ Trần Huy Tổ như sợ hổ được. Với tính khí tự cao tự đại của ông ta, sao có thể không đi tìm Trần Huy Tổ để lấy lại thể diện chứ? Nhưng cho đến nay, Khổng Tề Thiên thậm chí còn không dám gặp mặt Trần Huy Tổ, chứng tỏ tình hình lúc đó hoàn toàn không phải như những lời đồn đại của thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, bây giờ, Điện Thần Long căn bản không có danh tiếng gì ở vùng ngoài lãnh thổ, không biết những người này có cam tâm tình nguyện làm việc vì cậu Tiêu hay không? Lý Bạch bổ sung thêm. Không sao, phái người đi thử xem sao là được, cho dù đối phương không có hứng thú thì cũng có thể kết bạn mà. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói. Cũng trong lúc này, các bên ở Đông Vực cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn. Dù sao giết chết người của Bát Hiền Từ, ở Đông Vực mà nói là việc ngàn năm chưa gặp, lần này Tiêu Chính Văn quả thực đã chơi lớn quá rồi. Nghe nói lần này Tiêu Chính Văn không có dự định trở lại giới thế tục trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe nói anh ta cũng đã dẫn theo thế lực của giới thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, có ý muốn cắm rễ ở vùng ngoài lãnh thổ. Không ít thế gia của vùng ngoài lãnh thổ đều bắt đầu nhao nhao bàn luận. Đặc biệt là khi Tiêu Chính Văn giết chết Chu Hy một trong tám hiền nhân của Bát Hiền Từ, nhà họ Khổng sao có thể dung tha cho Tiêu Chính Văn. Chẳng lẽ nhà họ Khổng chịu nhẫn nhịn như vậy sao? Người của Bát Hiền Từ chết vô ích rồi à? Suy cho cùng, sự việc này là cái tát vả vào mặt Bát Hiền Từ trước mặt mọi người, nhưng cho đến khi tin tức được truyền ra, phía bên Bát Hiền Từ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, đây quả là điều không bình thường. Có lẽ bên Bát Hiền Từ và nhà họ Khổng lo lắng đế vương các sẽ cuốn vào cuộc thị phi này nên mới tạm thời nhẫn nhịn. Kẻ dám thách thức nhà họ Khổng, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Đúng vậy, nhà họ Khổng là kẻ tiểu nhân nổi danh. Đừng nói đến một Tiêu Chính Văn, ngay cả 10 Tiêu Chính Văn cũng khó thoát khỏi âm mưu của bọn họ. Trong một thời gian ngắn, đủ lời bàn luận sôi nổi xôn xao. Trong Tần Vương Cung, một người mặc áo đen chạy nhanh vào, cúi người báo cáo. Thế tử Điện Hạ, xảy ra chuyện lớn rồi, Tiêu Chính Văn đã dẫn người tiến vào và chiếm giữ đế khư rồi. Hả, thế tử trẻ tuổi Doanh Tử Chi mặc áo long bào. Lộ ra một nụ cười lãnh đạm nói, Tiêu Chính Văn chiếm đóng đế khư. Nhà họ Khổng và đế vương các sẽ trơ mắt ngồi nhìn vậy sao? Ngay cả nhà họ Doanh của Đại Tần cũng bị tin tức này làm kinh động. Nơi đó là đế khư, nói là thánh địa số một Đông Vực cũng không ngoa. Bất kể đế vương các hay nhà họ Khổng cũng đều thèm thuồng chỗ này từ lâu, mà Tiêu Chính Văn lại thừa dịp sơ hở, giành được vùng đất quý giá này trước một bước. Cậu dò hỏi kỹ càng chưa? Chắc chắn Tiêu Chính Văn dẫn người vào ở đế khư mà không phải chỉ đi vào một mình, một ông cụ mặc áo giáp nặng nề bên cạnh, mang vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, chất vấn. Người này là thuộc hạ của Vương Tiễn, tên là Vương Bí. Thuộc hạ đã điều tra rõ, Tiêu Chính Văn đã quyết định di rời Điện Thần Long từ thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, mà địa điểm cuối cùng được chọn là tại đế khư, người đàn ông áo đen lớn tiếng lặp lại. Tiêu Chính Văn này quả thật là khá thú vị. Người đàn ông quần áo trắng ngồi cúi đầu bên cạnh, tay phe phẩy quạt tiêu dao, tay vuốt chòm râu dê, mỉm cười nói. Trương Nghi, Tiêu Chính Văn vào ở đế khư chẳng khác nào chiếm đoạt thánh địa của Đông Vực, ông lại vui mừng như thế sao? Doanh Tử Chi hơi cau mày, vẻ mặt không vui nói. Thế tử Điện Hạ, chuyện này không phải chuyện xấu đối với nhà họ Doanh. Đế khư vẫn luôn là tiêu điểm của các phe tranh đoạt, dù Tiêu Chính Văn không chiếm đóng thì cũng sẽ có người khác cướp mất. Nhưng bất kể thế nào, nhà họ Doanh cũng tuyệt đối không chiếm được. Tiêu Chính Văn kết thù sâu đậm với nhà họ Khổng, lại thân thiết với nhà họ Võ. Nhà họ Doanh chúng ta đã âm thầm liên minh với nhà họ Võ từ hơn 800 năm trước. Tiêu Chính Văn lấy đế khư tức là đoạt được thánh địa cho nhà họ Võ và nhà họ Doanh. Dĩ nhiên chúng ta nên vui mừng, hơn nữa, cần phải âm thầm giúp hắn một tay. Trương Nghi dứt lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Bí, nhẹ nhàng phất quạt tiêu dao. Rõ, mà tướng biết nên làm thế nào, mong Trương Tương Quốc yên tâm, Vương Bí nói xong, bước ra khỏi Hoàng Tần Vương Cung.
Mà ở phía khác, Bát Hiền Từ cũng đã nhận được tin tức y hệt. Cái gì, Tiêu Chính Văn lại dám vào ở đế khư? Ai cho hắn lá gan đó? Chẳng lẽ đế vương các lại ngồi yên không để ý đến? Bầu không khí trong Bát Hiền Từ bất chợt trở nên cực kỳ nặng nề. Dẫu sao chuyện này không giống như bình thường, việc quyền sở hữu thánh địa vẫn một mực treo đó mà không quyết định không phải giả, nhưng bất kể thế nào cũng không thể chắp tay đưa đế khư cho Tiêu Chính Văn. Nhất là khi Viên Thiên Canh công khai đứng ra vì Tiêu Chính Văn, càng làm cho thế lực khắp nơi dưới trướng nhà họ Khổng đều cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Thằng nhãi Tiêu Chính Văn nghĩ mọi việc cũng đơn giản quá nhỉ, chỉ dựa vào một mình Viên Thiên Canh mà hắn đã dám chiếm đoạt đế khư sao? E rằng hắn cách cái chết không xa nữa đâu. Trong Bát Hiền Từ, một ông cụ mặc áo gấm đầu đội tử kim quan, cười nhạt nói. Người này là Tần Cối, một trong những chủ sự của Bát Hiền Từ, mang tiếng ác xấu xa trong lịch sử. Ông ta đã bán đứng Giang Sơn cùng con dân Đại Tống đổi lấy trăm năm giàu sang cho con cháu đệ tử của nhà họ Khổng, mới giành được địa vị chủ sự của Bát Hiền Từ. So với người có tên tuổi chưa từng được nhắc đến trong kinh sử Vu Khiêm, có thể nói nhà họ Khổng đã dốc hết tài nguyên không tiếc gì, cố ép trong vòng mấy trăm năm bồi dưỡng Tần Cối thành cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 8. Hơn nữa đã nhiều năm qua, Bát Hiền Từ chưa bao giờ công khai thân phận của Tần Cối. Vừa là vì âm thầm bồi dưỡng nhân tài để tránh bị những thế lực khác để mắt tới. Mặt khác, danh tiếng của Tần Cối quá kém, cho dù sau đó không ít môn nhân đệ tử nhà họ Khổng đứng ra tẩy trắng cho Tần Cối cũng không thể thay đổi hình tượng của Tần Cối trong mắt người đời. Nếu một tên phản quốc như vậy xuất hiện trong danh sách chủ sự của Bát Hiền Từ, nhà họ Khổng không cần đánh cũng tự thua rồi. Theo thuộc hạ biết, Tiêu Chính Văn đang mời chào nhân tài, hẳn hắn cũng biết rõ, thực lực không đủ căn bản không thể đặt chân ở đế khư, một nho sĩ quần áo trắng, hết sức cung kính bẩm báo với Tần Cối. Người này chính là học trò đắc ý của Tần Cối Dương Hiến. Ồ, mời chào nhân tài, dõi mắt khắp toàn bộ Đông Vực. Ai dám theo? Tần Cối nheo mắt lại, mặt cười gian xảo hỏi. Nghe nói bọn họ đã phái người đi mời Hứa Thương Long và Lục Tiêu Giao, mấy người thân thiết cũ của Lý Bạch, và con cháu của Trần Khánh Chi, Trần Huy Tổ, Dương Hiến vội vàng báo cáo. Hừ, lại là ba cục đá cứng đầu trong nhà xí. Một đám không biết điều, tôi lại muốn xem thử ai dám đối địch với Bát Hiền Từ chúng ta. Tần Cối nghe thấy tên của ba người này giận đến nỗi mặt mũi méo mó. Ba người này đều là phần tử cực đoan cực kỳ ngoan cố đã có thù oán với nhà họ Khổng và Bát Hiền Từ. Bất kể nhà họ Khổng mời chào thế nào, cũng thể không đội trời chung với nhà họ Khổng, đúng là cực kỳ đáng ghét. Đáng hận hơn là tên Lý Bạch không biết tốt xấu gì, không chỉ đến nương tựa Tiêu Chính Văn, còn giúp Tiêu Chính Văn kêu gọi người tài, khuếch đại thế lực, thật đáng chết. Một khi Tiêu Chính Văn có sức ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ, thì thật sự là bất lợi vô cùng to lớn với nhà họ Khổng. Đặc biệt là kết cục của Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ càng khiến Tần Cối tái mặt. Ngay cả Vu Khiêm cũng bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn hình dạng con người, nếu có một ngày Tần Cối rơi vào tay Tiêu Chính Văn thì không phải sẽ bị chém thành nghìn mảnh sao? Thầy, theo con biết, Bạch Ngọc Trinh của nhà họ Bạch cũng đang giúp đỡ tên tiểu bối Tiêu Chính Văn kia, Dương Hiến cắn răng nghiến lợi bổ sung. Ồ! Con người của Tần Cối đảo mấy vòng, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhà họ Bạch lại là một sự tồn tại hết sức đặc thù, sự ủng hộ hay phản đối của nhà họ Bạch chẳng khác nào là ý của nhà họ Doanh. Nếu ngay cả nhà họ Doanh cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn thì tuyệt không phải chuyện tốt lành gì đối với nhà họ Khổng. Đến lúc nhắc nhở anh em nhà họ Bạch một chút rồi, giúp tiểu bối không biết điều Tiêu Chính Văn kia chống lại người nhà họ Khổng chúng ta, chẳng lẽ chúng muốn quyết đấu với nhà họ Khổng? Thầy à, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong thế tục, chẳng lẽ thật sự đã uy hiếp đến Bát Hiền Từ chúng ta, thậm chí là toàn bộ nhà họ Khổng? Dương Hiến hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu bối, một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 5 sao ư? Dương Hiến, con nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi, ánh mắt Tần Cối lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Hiến, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với tầm nhìn hạn hẹp của hắn. Thầy ơi! Một nhân hoàng cấp 5 mà thôi, dù chúng ta cho hắn cơ hội trưởng thành thì hắn có thể làm gì được? Chẳng lẽ con kiến hôi có thể lay động cây đại thụ? Ngược lại mặt Dương Hiến đầy vẻ khinh thường. So với người nhà họ Khổng khắp thiên hạ, Tiêu Chính Văn chỉ là một con kiến hôi thôi, căn bản không gây nên nổi sóng gió gì. Không chỉ Dương Hiến có ý nghĩ như vậy,
ngay cả những người khác trong bát hiền từ cũng đều có góc nhìn ý hệt hắn. Huống chi bản thân Dương Hiến cũng có tu vi nhân hoàng cấp 6, thực lực cao hơn Tiêu Chính Văn nhiều. Vì vậy, càng không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Dẫu sao thực lực mới là phép vua, còn về Khổng Tề Thiên, Quảng Lăng Tử gì đó, trong mắt Dương Hiến, những người này căn bản là củi mục ngàn năm, thậm chí Dương Hiến cũng chưa từng để tâm đến tin tức những người này thua trong tay Tiêu Chính Văn. Nếu thật sự ra tay, gộp cả hai người họ lại cũng không phải đối thủ của một mình hắn. Tiêu Chính Văn không đủ gây sợ hãi ư? Dương Hiến, sau này phải nhớ mở tầm mắt nhìn xa hơn một chút. Người có thể khiến Viên Thiên Canh phục tùng sao có thể là một nhân vật nhỏ được? Sắc mặt Tần Cối u ám trong nháy mắt. Chỉ dựa vào một Viên Thiên Canh hẳn không gây nên được sóng gió gì, dẫu sao năm đó Viên Thiên Canh cũng bị huyết tộc trấn áp ngàn năm, nếu như ông ta thật sự có thực lực thay đổi thế cục đông vực, sao có thể bị huyết tộc bắt sống được chứ? Hơn nữa, với thực lực của thầy cộng thêm sự trợ giúp của nhà họ Khổng, Viên Thiên Canh có thể làm gì được? Dù ông ta có tài năng thay đổi đất trời cũng đâu thể đồng thời nghênh chiến vô số cao thủ. Ngược lại Dương Hiến không cho là đúng, cười nhạt một tiếng. Theo hắn thấy, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, thế lực có thể đối địch với nhà họ Khổng còn chưa sinh ra, Tiêu Chính Văn là cái thá gì. Hơn nữa, với chút danh vọng của Tiêu Chính Văn bây giờ, muốn khiến ba người này gia nhập Điện Thần Long chắc chắn là nói vớ vẩn, Dương Hiến hết sức tự phụ. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh cũng đi theo Lý Bạch đến núi Long Minh, tìm Hứa Thương Long. Đứng dưới núi Long Minh, Tiêu Chính Văn nhìn lên ngọn núi lớn cao chừng 70-80.000 thước, không nhìn thấy đỉnh núi, trong núi thỉnh thoảng còn có tiếng rồng gầm vọng ra. Một thác nước đổ xuống, uốn lượn như một con rồng lớn. Trận pháp Thương Long vọng nguyệt tuyệt đỉnh, Hứa Thương Long quả nhiên bất phàm, Tiêu Chính Văn gật đầu tán dương. Chương 3847 có thể đứng giữa trận pháp võ đạo diễn hóa ra Long Ngâm Phượng Minh, đủ để chứng tỏ trình độ trận pháp của Thương Long đã đạt được thành tựu nhất định. Cho dù đang ở đạo cảnh, không lĩnh ngộ được những gì thuộc về cảnh giới quy chân, nhưng cũng là người nổi bật ở quy chân. Hứa Thương Long này quả nhiên không tầm thường, xưa nay Long Ngâm Phượng Minh là một cực trong trận pháp, bảo sao nhiều người nói rằng, thực lực của Thương Long đủ để khiêu chiến cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Bạch Ngọc Trinh ra vẻ tán thưởng nói. Mọi người đi men theo đường mòn bên núi, sương mù khắp nơi càng khiến cho ngọn núi này mang vẻ âm u thần bí. Hy vọng Thương Long sẽ không làm chúng ta mất mặt, nếu không, e là sẽ bị những thế lực lớn khác cười nhạo. Lý Bạch nghiêm túc nói. Điện Thần Long mới tới vùng ngoài lãnh thổ, vẫn chưa xuất hiện cùng lúc với bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào, nếu lần này ra quân thất bại thì Điện Thần Long sẽ phải chịu đả kích khó mà tưởng tượng nổi. Hiện giờ, cả vùng ngoài lãnh thổ đều nhận được tin tức, Tiêu Chính Văn đích thân dẫn người đến mời Hứa Thương Long gia nhập Điện Thần Long, nếu như bị ông ta thẳng thừng từ chối, các cao thủ khác sẽ càng thêm khinh thường thế lực mới như Điện Thần Long. Trên thực tế, một thế lực mạnh hay yếu không liên quan nhiều đến những người mạnh nhất của thế lực ấy. Dù gì thì mấy thứ như thể diện quá vi diệu, có lúc, vũ lực có cao đến đâu thì người khác cũng chưa chắc quan tâm. Hơn nữa, do việc của bát hiền từ bên nhà họ Khổng nên chuyện này càng được chú ý nhiều hơn. Tần Cối mở thiên nhãn kính bên trong bát hiền từ ra xem, quan sát chằm chằm từng cử chỉ một của mấy người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thật sự đi mời Hứa Thương Long à? Vẻ âm u trên mặt Tần Cối trông như sắp nhỏ ra nước tới nơi. Dựa vào số lần cuộc đụng độ khá nhiều giữa Hứa Thương Long và bát hiền từ với nhà họ Khổng thì xem ra, 80% là ông ta sẽ đồng ý với lời mời của Tiêu Chính Văn, gia nhập Điện Thần Long. Điều này vô hình chung sẽ tạo nên áp lực to lớn cho bát hiền từ. Hứa Thương Long không chỉ là một người tu luyện đơn giản, bản thân ông ta cũng có rất nhiều đệ tử đồ tôn, mà những người này sống ở khắp Tây Vực và Nam Vực. Chỉ cần Hứa Thương Long về dưới trướng Tiêu Chính Văn, chẳng khác nào Điện Thần Long cài cắm thế lực của mình ở cả hai khu vực lớn này cả. Đây là kết quả mà bát hiền từ không muốn nhìn thấy nhất. Thưa thầy, có cần con dẫn người đến cảnh cáo Hứa Thương Long trước không? Dương Hiến ngạo nghễ hỏi. Hắn và Hứa Thương Long đều ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6. Hơn nữa đến hôm nay, Dương Hiến chưa bao giờ xem mấy người tu luyện do Hứa Thương Long dẫn đầu ra gì. Chương 3848 trong mắt hắn, người tu luyện là thứ rác rưởi mà các thế lực lớn vứt bỏ,
bọn họ vốn không hề có tư cách để so sánh với con cưng của trời được hưởng tài nguyên bồi dưỡng từ một thế lực lớn như hắn. Ngu xuẩn, hai mắt Tần Cối lóe lên tia sáng lạnh buốt, ông ta giữ dằn trừng mắt với Dương Hiến, nói con chê bát hiền từ chúng ta chưa mất mặt đủ à. Lúc này lại dẫn người đi uy hiếp Hứa Thương Long, con đang bảo vệ bát hiền từ hay là đang giúp cho Tiêu Chính Văn đấy hả? Trước khi làm gì thì phải động não đi. Dương Hiến thấy Tần Cối tức giận thì vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng, vậy thưa thầy, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Đâu thể trơ mắt ra nhìn Hứa Thương Long gia nhập Điện Thần Long được. Một khi người này bị Tiêu Chính Văn thu phục thì có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, lỡ đâu những người tu luyện đã từng đối đầu với chúng ta đều thi nhau noi theo, nói đến đây, Dương Hiến cũng không dám nói thêm gì nữa. Từ khi Bát Hiền Từ được thành lập đến nay đã làm không biết bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, người từng thề không đội trời chung với Bát Hiền Từ lại càng không đếm xuể. Nếu những người này tự mình đấu tranh thì Bát Hiền Từ cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nếu bọn họ tụ tập lại với nhau thì sẽ tạo thành một thế lực khổng lồ, đến lúc đó, e là Bát Hiền Từ sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Đợi đó, Tần Cối nặn ra một chữ từ trong kẽ răng, khuôn mặt già nua của ông ta sa sầm. Mắt nhìn lom lom vào thiên nhãn kính. Trong lúc này, Tiêu Chính Văn và đám người Bạch Ngọc Trinh đã đi đến một vùng đất rộng lớn nằm nơi lưng chừng núi. Từ chân núi nhìn lên, nơi này chẳng có gì bắt mắt, nhưng chỉ người đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ này mới hay, nơi đây chẳng khác gì động trời. Trên bãi đất là đủ kiểu đình đài lầu các, suối trong lững thững đổ xuống, bên cạnh dòng suối còn tọa lạc một ngôi đình hóng gió. Bên trong đình là một người đàn ông áo trắng quần trắng đang khép mắt nằm nghỉ. Sau lưng ông ta là hai người hầu đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt ba tiêu. Bên cạnh, thị nữ đang mài trà, trên bếp lửa, nồi nước sôi ủng ục. Mấy người Tiêu Chính Văn vừa mới xuất hiện ở bãi đất, thị nữ ngồi bên đã nhỏ giọng thông báo với người đàn ông đồ trắng, chủ nhân, người ông chờ đã đến. Người đàn ông đồ trắng nghe thế thì từ từ dương mắt lên nhìn. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, trong nháy mắt, không trung chợt hiện lên một luồng sáng lấp lánh bắn về phía nhóm người Tiêu Chính Văn. Giết chết Chu Hy của Bát Hiền Từ, khiêu chiến với cả nhà họ Khổng, dẫn người thế tục đến Đông Vực, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Trên mặt Hứa Thương Long chợt nở nụ cười, ông ta quay đầu nhìn Bạch Ngọc Trinh khẽ ôm quyền rồi đưa tay ra hiệu mời với mọi người, riêng ông ta thì vẫn ngồi yên chỗ cũ. Mời các vị ngồi. Cô thị nữ vừa đứng dậy vừa nói, cô ta chắp tay vái sâu mọi người một cái coi như đã làm xong lễ chào thay mặt Hứa Thương Long. Bạch Ngọc Trinh và Lý Bạch liếc nhìn nhau rồi mới theo sau Tiêu Chính Văn, cùng đi vào đình nghỉ mát. Hứa Thương Long gật đầu với Lý Bạch, sau đó lại nhìn về phía Viên Thiên Canh sau lưng Tiêu Chính Văn, quan sát ông ta mấy lần xong mới chịu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, tôi đoán cậu chính là cậu Tiêu nổi tiếng khắp cõi Đông Vực, Tiêu Chính Văn phải không? Đúng thế, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Danh tiếng cậu Tiêu ở Đông Vực hiện nay nổi như cồn, đến cả người của Bát Hiền Từ cũng dám giết, sao lại đột nhiên chạy tới ngôi miếu nhỏ này của tôi làm gì, không biết lý do cho chuyến đi này của cậu Tiêu là gì. Nói xong, thị nữ bên cạnh Hứa Thương Long tỏ ý muốn dâng trà cho mấy người Tiêu Chính Văn. Anh Hứa, mục đích chuyến đi này của chúng tôi là muốn mời anh gia nhập vào Điện Thần Long. Cùng nhau chống lại nhà họ Khổng. Không đợi Tiêu Chính Văn mở miệng, Lý Bạch đã nhanh nhảu cướp lời. Ồ, mời tôi gia nhập ư, e là không ổn lắm thì phải. Hứa Thương Long dửng dưng đáp. Có gì mà không ổn, cả anh và tôi đều kết thù sâu oán nặng với lũ súc sinh Bát Hiền Từ kia, nếu không nhất trí một lòng thì sau này khó mà bảo đảm sẽ không bị bọn họ. Không đợi Lý Bạch nói hết câu, Hứa Thương Long đã phất tay ngăn lại, cắt ngang lời ông ta, anh Lý bình tĩnh chớ vội. Sau đó, ông ta mới quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, tôi cũng không phải người không biết phải trái, nhưng tôi nên dùng thân phận gì để gia nhập Điện Thần Long nhỉ? Cảnh giới hiện tại của tôi là nhân hoàng cấp 6 đỉnh cao, cách cấp 7 cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Hơn nữa, đây mới chỉ là thành tựu trước mắt, tương lai sẽ còn tiến xa hơn, mà cậu Tiêu dường như chỉ mới nhân hoàng cấp 5 thôi nhỉ? Từ xưa tới nay, tôi chưa từng nghe nói đến việc người ở cảnh giới cao phải nghe lệnh của người có cảnh giới thấp hơn, cậu Tiêu cũng không thể nhường lại vị trí điện chủ của mình đúng không nào? Hứa Thương Long vừa dứt lời, đến cả Lý Bạch cũng biến sắc, ông ta kinh ngạc nhìn Hứa Thương Long thốt lên, anh Hứa, anh, tôi nói rồi anh Lý, anh an tâm đợi một chút, chớ nóng vội.
Hứa Thương Long nói tiếp, đó mới chỉ là một điều kiện thôi. Điện Thần Long vừa tới vùng ngoài lãnh thổ nên không có căn cơ gốc rễ, đã thế thì các người cho tôi lợi ích gì? Thế tục có câu, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn cỏ. Dù có thuê một gã côn đồ thì cũng phải trả một số tiền cao. Nói hết lời, Hứa Thương Long nhếch môi như cười mà lại không phải cười, cứ thế nhìn Tiêu Chính Văn. Ông Hứa, điều mà Điện Thần Long chúng tôi có thể cho ông chỉ có không gian vô tận và võ đài vô hạn, cùng với không gian thăng cấp vô tận và cả bí kỹ trận pháp. Ngoài ra còn có, vinh quang vô ngần, Tiêu Chính Văn ung dung từ tốn đáp. Thật ra thì mấy lời này của Tiêu Chính Văn là đã tự hạ thấp mình rồi, dựa vào bảo tàng vô hạn trong Thiên Sơn Thư Lục, những điều kiện này chỉ là thứ cơ bản nhất. Ba đại long tôn và tốc độ tiến bộ kinh khủng của anh chính là bằng chứng tốt nhất. Chỉ cần có đủ đầy thời gian, việc Điện Thần Long thống nhất toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải giấc mộng xa vời. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chưa dứt lời thì thị nữ đang rót trà cho Lý Bạch bỗng bật cười run người, làm văng nước trà ra bàn. Bạch Ngọc Trinh không kiềm được mà cau mày. Đến cả nhà họ Bạch cũng không dám lớn tiếng tuyên bố như vậy, mấy lời này của Tiêu Chính Văn nói ra hơi sớm thì phải. Ít nhất là hiện tại, với thực lực của Điện Thần Long mà nói thì không chỉ Hứa Thương Long không tin lời anh, mà ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy đó chỉ là một ước ao đẹp đẽ mà thôi. Anh Tiêu, tôi chẳng qua chỉ là một thị nữ, địa vị hèn mọn nhưng có chuyện này không rõ nên cũng muốn nhờ anh Tiêu chỉ bảo. Thị nữ bỗng ngẩng đầu, nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật, không so đo với cô ta. Anh Tiêu có biết Đông Vực rộng lớn bao nhiêu không? Ở Đông Vực này có cường giả đế cảnh đang ẩn náu, hơn nữa không chỉ có một vị. Không nói những chuyện khác, riêng việc Bát Hiền Từ có cao thủ đế cảnh trấn giữ hay không cũng khó mà nói chắc được. Mà anh lại mới vừa kết thù sâu hận lớn với Bát Hiền Từ, anh dựa vào đâu mà cho là Bát Hiền Từ sẽ để cho anh võ đài và không gian này. Nếu ngay cả anh cũng không có võ đài, không có không gian vậy thì làm sao có thể cung cấp cho người khác không gian thăng cấp. Thành thật mà nói, lý tưởng của anh Tiêu thật cao xa, tôi đây vô cùng khâm phục. Nhưng vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn biết bao, một thế tục nho nhỏ không thể so sánh được. To gan, Tiêu Chính Văn chưa mở miệng, Bạch Ngọc Trinh đã đập bàn, hai tia sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt đẹp đẽ, nhìn chằm chằm vào thị nữ. Bầu không khí trong đình nghỉ mát bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Những lời mà thị nữ nói tuy ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng không cách nào phản bác, nhưng cô ta có thân phận gì? Chỉ là một thị nữ không đáng kể mà thôi, lại dám giễu cợt Tiêu Chính Văn ngay trước mặt mọi người. Nhất là câu cuối cùng của cô ta rõ ràng là đang giễu cợt Tiêu Chính Văn tầm nhìn hạn hẹp giống như ếch ngồi đáy giếng, vừa xem thường vùng ngoài lãnh thổ, lại đánh giá mình quá cao. Không chỉ Bạch Ngọc Trinh tức giận, ngay cả sắc mặt Lý Bạch cũng vì lời nói này của thị nữ mà trở nên xa sầm lại, lúng túng đến cùng cực. Dẫu sao Hứa Thương Long là người mà chính miệng ông ta tiến cử cho Tiêu Chính Văn. Ông ta vốn tưởng dựa vào mối quan hệ giữa mình và Hứa Thương Long, chỉ cần ông ta đưa Tiêu Chính Văn đích thân tới mời, Hứa Thương Long sẽ vui vẻ nhận lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.